Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 101. Không chỉ vậy, Diệp Quân còn lấy kiếm Thanh Huyên ra rồi chém xuống. Cũng là nhất giới tuế nguyệt. Thấy thanh kiếm này của Diệp Quân, Khâu Bạch Y tái mặt, muốn lùi lại nhưng đã muộn. Chỉ trong tích tắc, cả Đăng Thiên Vực đều đã khô cạn, diệt vong. Sau khi thi triển nhát kiếm này, sắc mặt Diệp Quân cũng trở nên tái nhợt. Còn Khâu Bạch Y thì cứng người tại chỗ rồi dần dần trở nên hư ảo, khi Diệp Quân đã thầm thả lỏng thì Khâu Bạch Y đã hóa hư ảo chợt ngưng tụ lại, một lát sau đã khôi phục bình thường. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt Diệp Quân tối xuống, không có tác dụng ư. Ở đằng xa, Khâu Bạch Y nhìn Diệp Quân khen ngợi, một kiếm chém được 300 triệu năm tuổi thọ, kiếm kỹ này của ngươi đúng là lợi hại. Diệp Quân trầm giọng hỏi, tại sao ông lại không sao? Khâu Bạch Y mỉm cười, có vẻ ngươi đã quên mất một chuyện, đó là ta không phải loài người, ta là linh của ác đạo. Mà tuổi thọ của linh ác đạo đương nhiên không phải thứ mà tu sĩ loài người có thể so sánh được. Diệp Quân cau mày, hắn thật sự đã quên mất vấn đề này. Khâu Bạch Y nói, ta biết ngươi đang từ từ khôi phục nguyên khí vừa tiêu hao. Không vội, ta chờ ngươi khôi phục. Bởi vì ta cũng đang chờ một số người bạn cũ, hơn nữa nhân cơ hội này, ta cũng muốn nói chuyện với ngươi, bởi vì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, đương nhiên chắc chắn cũng sẽ là lần cuối cùng. Diệp Quân bình tĩnh nói, giữa chúng ta còn gì để nói nữa à? Khâu Bạch Y cười, đương nhiên là còn rồi. Nói thật thì ta rất tò mò về gia tộc của ngươi đấy. Diệp Quân nói thẳng, không cần tò mò, ta có thể nói thẳng cho ông biết, cha ta vô địch. Ông nội ta vô địch, bác ta vô địch, cô ta cũng vô địch. Khâu Bạch Y hơi giật mình, sau đó cười hỏi, cả nhà đều vô địch sao? Diệp Quân gật đầu, chỉ có ta là yếu nhất thôi. Khâu Bạch Y nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, ngươi nói cho ta biết có phải ngươi đang lừa ta không? Diệp Quân liếc nhìn ông ta, ông đoán xem. Khâu Bạch Y bật cười ha hả, ta đoán ngươi chỉ nói thật một nửa thôi. Chẳng hạn như chắc chắn trong nhà ngươi có vài người đánh giỏi, nhưng không phải tất cả mọi người đều đánh giỏi, phải không? Diệp Quân gật đầu, đoán đúng rồi đó. Nụ cười của Khâu Bạch Y dần biến mất. Kể từ khi giao đấu với Diệp Quân, ông ta cũng đã phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Thanh niên này không phải loại con ông cháu cha đơn thuần, không có não, dù là thực lực hay trí tuệ thì đều rất lợi hại. Mà người đứng sau kiểu người này chắc chắn còn kinh khủng hơn nữa. Ông ta biết người phía sau Diệp Quân rất mạnh, nhưng mạnh nhường nào thì ông ta không biết. Bất cứ suy đoán nào cũng là vô nghĩa, chỉ có đánh thử thì mới biết. Khâu Bạch Y như cảm nhận được điều gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, ở nơi sâu trong tinh không có hai nữ tử tuyệt đẹp đang nhìn xuống nơi này. Đó là Thượng Thần Thiên Huyên và Thượng Thần Thiên Vân. Thấy Khâu Bạch Y nhìn lên, Thượng Thần Thiên Vân khẽ nói, quả nhiên là ông ta che giấu thực lực. Hai người họ xuất hiện ở đây lúc này đã che giấu khí tức của mình, nhưng Khâu Bạch Y có thể phát hiện ra rõ ràng là ông ta cũng đang che giấu thực lực của mình. Thượng Thần Thiên Huyên nói, hôm ấy khi ta đuổi theo ông ta, gần như ông ta không đánh trả, chỉ liên tục bỏ chạy, không phải ông ta đánh không lại ta, chỉ là ông ta muốn che giấu thực lực thôi, chắc là muốn vào thời khắc quan trọng mới thể hiện ra. Nói rồi bà ta nhìn Diệp Quân bên dưới, nhưng không nói gì. Thượng Thần Thiên Vân hiểu ý của Thượng Thần Thiên Huyên, bà ta nhìn Diệp Quân rồi nói, tên nhóc này rất thông minh, không thể không biết Khâu Bạch Y đang che giấu thực lực, chỉ là không biết hắn sẽ dùng cách gì để đối phó. Thượng Thần Thiên Huyên chậm chậm nhắm mắt lại, có lẽ người đứng sau hắn sắp xuất hiện rồi. Thượng Thần Thiên Vân cười, có tò mò không? Lần này Thượng Thần Thiên Huyên không lên tiếng. Thượng Thần Thiên Vân mỉm cười, bà ta biết Thiên Huyên rất tò mò. Sao bà ta lại không chứ? Thượng Thần Thiên Huyên đột nhiên nói, nếu thật sự có người thực lực vượt qua nền văn minh thiên hành của ta, bà đã nghĩ tới nền văn minh thiên hành sau này. Thượng Thần Thiên Vân khẽ nói, vậy thì để Nhất Niệm và Tịnh An làm thiên hành chủ đời tiếp theo. Thượng Thần Thiên Huyên im lặng. Phía dưới, Khâu Bạch Y rời mắt, khẽ mỉm cười, ông ta không quan tâm sự xuất hiện của Thượng Thần Thiên Huyên và Thượng Thần Thiên Vân. Ông ta ngẩng đầu nhìn Diệp Quân nơi cách đó không xa, lúc này Diệp Quân đã hoàn toàn hồi phục, hắn ngước mắt lên nhìn Khâu Bạch Y, đánh một trận chứ. Khâu Bạch Y lắc đầu.
Diệp Quân nói, ta không sử dụng thần kiếm này. Bây giờ thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, hắn đang muốn tìm người để đấu một trận, mà người trước mắt chính là một đối thủ không tồi. Nhưng Khâu Bạch Y lại lắc đầu, ta đánh với ngươi không có ý nghĩa gì cả, bởi vì ngươi không đánh chết được ta, mà nếu như ta đánh chết ngươi thì chắc chắn người phía sau ngươi sẽ không cho phép, vậy nên kết quả cuối cùng là ngươi chắc chắn sẽ gọi người. Nếu đã vậy thì sao chúng ta phải lãng phí thời gian và sức lực? Diệp Quân đang định lên tiếng thì lúc này, nơi sâu trong tinh không trên đầu có từng luồng khí mạnh mẽ đột nhiên quét tới. Toàn bộ tinh hà sục sôi. Khâu Bạch Y nhìn Diệp Quân chăm chú, cười bảo, Diệp công tử, người của ta đến rồi. Bây giờ tới lượt ngươi gọi người đấy. Lần này chúng ta sẽ đánh theo nhóm. Đánh theo nhóm. Khâu Bạch Y vừa dứt lời, một luồng khí đã phóng thẳng từ trên trời xuống rồi xuất hiện ở nơi cách Khâu Bạch Y không xa. Đó là một người phụ nữ, cô ta mặc váy dài màu tím nhạt, tóc dài xõa ngang vai, khuôn mặt thanh tú ưa nhìn. Cô ta vừa đáp xuống, thời không tuế nguyệt nơi ấy lập tức gợn lên những gợn sóng như sóng nước. Tuế nguyệt nghịch lưu giả. Có thân xác tuế nguyệt bất diệt. Mà sau khi có được ấn tuế nguyệt, linh hồn của cô ta cũng tu luyện thành linh hồn tuế nguyệt bất diệt. Thân xác tuế nguyệt bất diệt cộng thêm linh hồn tuế nguyệt bất diệt. Cô ta là người thứ hai trong lịch sử vũ trụ tuế nguyệt có được thành tựu này, mà người đầu tiên chính là chủ nền văn minh tuế nguyệt của vũ trụ tuế nguyệt. Sau khi giúp Khâu Bạch Y giải quyết xong chuyện, cô ta chỉ cần về vũ trụ tuế nguyệt là sẽ có thể phụ trách toàn bộ vũ trụ tuế nguyệt ngay. Sau khi tuế nguyệt nữ xuất hiện, cô ta lập tức nhìn vào Diệp Quân. Cô ta cũng rất tò mò về thanh niên kiếm tu trước mặt này. Cô ta đã biết đôi chút về thực lực của Khâu Bạch Y và Ác Đạo Minh. Người có thể khiến Khâu Bạch Y cần tìm người trợ giúp mới có thể đối phó chắc chắn không phải người bình thường. Rất nhanh, ánh mắt của Tuế Nguyệt Nữ đã chuyển từ người Diệp Quân sang kiếm Thanh Huyên trong tay hắn, nhìn thấy kiếm Thanh Huyên, cô ta dần nhíu mày, thanh kiếm này không tầm thường. Lúc này Khâu Bạch Y cười nói, Tuế Nguyệt Nữ, chúc mừng, thân xác Tuế Nguyệt bất diệt cùng với linh hồn Tuế Nguyệt bất diệt, ngoài thủy tổ nền văn minh vũ trụ Tuế Nguyệt các cô ra, cô là người thứ hai có được thành tựu này đấy. Tuế Nguyệt Nữ nhìn Khâu Bạch Y rồi bảo, may nhờ có ấn Tuế Nguyệt của ông. Khâu Bạch Y cười, là do bản thân cô đã là yêu nghiệt rồi, nếu cô không đủ năng lực thì 10 ấn Tuế Nguyệt cũng chẳng có tác dụng. Tuế Nguyệt Nữ khẽ gật đầu, không nói lời khách sáo với Khâu Bạch Y nữa. Cô ta quay đầu nhìn Diệp Quân nơi không xa, mục tiêu của ông có lẽ không phải hắn đâu đúng không? Khâu Bạch Y gật đầu, không phải hắn. Tuế Nguyệt Nữ đang định nói gì nữa thì đúng lúc này. A-di-đà Phật. Một câu Phật hiệu đột nhiên phóng từ trên trời xuống, sau đó một luồng Phật quang vạn trượng quét qua, một vị hòa thượng mặc áo cà sa màu vàng đi trên Phật quang xuất hiện. Quy vô. Tuế Nguyệt Nữ ngẩng đầu nhìn luồng Phật quang ấy, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Quy vô tới bên cạnh Khâu Bạch Y, ông ta nhìn Tuế Nguyệt Nữ bên cạnh Khâu Bạch Y rồi mới nhìn Diệp Quân phía đối diện. Chỉ có một người. Quy vô hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó ánh mắt ông ta cũng rơi vào kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Quân, cảm giác đầu tiên của ông ta là thanh kiếm này không tệ. Nhưng ông ta không hoảng loạn. Bởi vì ông ta đang mặc trên người chiếc áo cà sa nhân quả trí bảo của Phật vũ trụ. Vạn pháp bất xâm. Không kiếm nào có thể khiến ông ta bị thương được. Quy vô nhìn Khâu Bạch Y, khẽ cười, nhị điện chủ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Khâu Bạch Y cười đáp, cảm ơn đại sư tới hỗ trợ. Quy vô lắc đầu, nhị điện chủ khách sáo quá, cảm ơn bộ tâm kinh ông tặng, nó đã khiến lão nạp tăng trưởng thực lực rất nhiều, ta phải cảm ơn ông mới phải. Khâu Bạch Y cười lớn, thì ra đại sư đã đột phá rồi, chúc mừng chúc mừng. Quy vô niệm Phật hiệu xong lại quay đầu nhìn Diệp Quân cách đó không xa, ông ta quan sát hắn rồi nói, chắc vị công tử này không phải mục tiêu nhị điện chủ muốn giết hôm nay phải không? Khâu Bạch Y cười nhẹ, đừng coi thường vị Diệp công tử này, phía sau hắn có chỗ dựa. Đánh hội đồng à? Quy vô khẽ mỉm cười, lão nạp thích. Ha ha! Đúng lúc này, một tiếng cười to như sấm rền vang lên, sau đó thời không bên cạnh Khâu Bạch Y chợt tách ra, một người đàn ông trung niên mặc áo đen chậm rãi đi ra. Ly Hận lão tổ. Ly Hận lão tổ bước ra rồi nhìn Quy vô và Tuế Nguyệt nữ, sau đó nhìn sang Diệp Quân. Không nhiều lời, lập tức tung ra một quyền.
Ầm. Một sức mạnh cực lớn như sấm sét lao thẳng về phía Diệp Quân. Diệp Quân giơ tay chém xuống một nhát kiếm. Rầm. Sức mạnh ấy vỡ tan ngay lập tức, một làn sóng sức mạnh xung kích vô hình lan ra bốn phía. Ly Hận lão tổ nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Quân, cười cảm thán, thanh kiếm này thú vị đấy. Nói rồi ông ta nhìn Khâu Bạch Y bên cạnh, nhị điện chủ, ông tìm mấy người bọn ta tới đây không phải vì một thanh niên này đấy chứ? Khâu Bạch Y cười đáp, đương nhiên không phải rồi, sau lưng Diệp công tử còn có chỗ dựa, lát nữa mọi người sẽ được gặp thôi. Ly Hận lão tổ cười khẽ, ta mong chờ lắm đấy. Nói xong ông ta lại nhìn vào Diệp Quân, người trước mắt đương nhiên không phải người bình thường, có điều ông ta không quan tâm, trong vũ trụ rộng lớn này, không phải không có người có thể giết được ông ta, nhưng không nhiều, nếu ông ta muốn đi thì chẳng ai có thể cản được. Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một luồng sát ý và địch ý đáng sợ, mọi người quay đầu nhìn thì thấy ở bên phải cách đó trăm trượng có một người đàn ông trung niên mặc áo bào đỏ đang đứng. Sát chủ. Sau khi sát chủ xuất hiện, ánh mắt ông ta lập tức rơi vào người Diệp Quân, trong mắt ông ta đầy vẻ hưng phấn, giống như thợ săn đang nhìn con mồi của mình. Rõ ràng ông ta đã cảm nhận được huyết mạch phong ma trong cơ thể Diệp Quân. Thấy sát chủ muốn ra tay, Khâu Bạch Y lên tiếng, đợi đã. Sát chủ nhìn Khâu Bạch Y cười giải thích, sát chủ, lát nữa hắn có thể là của ông, nhưng bây giờ chưa được. Sát chủ không làm trái ý Khâu Bạch Y, mà chỉ nhìn Diệp Quân không chớp mắt, trong mắt không giấu được vẻ tham lam. Khâu Bạch Y ngẩng đầu nhìn trời, vẫn còn thiếu một người cuối cùng. Ông ta vừa dứt lời. Ầm. Một luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên giáng từ trên trời xuống. Trong luồng khí này tràn ngập khí tức cổ xưa và hủy diệt. Không gian xung quanh, vạn đạo vạn pháp bắt đầu dục dịch. Trong mắt mọi người, một người đàn ông trung niên mặc đạo bào chậm rãi đi ra ngoài. Đại đạo hiện hữu. Nhìn thấy đại đạo hiện hữu, mấy người có mặt đều hơi ngạc nhiên. Đại đạo hiện hữu nhìn vào Diệp Quân nơi xa, cười chào hỏi, Diệp công tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Quân nhìn đại đạo hiện hữu rồi hỏi, lần này là bản thể chứ? Đại đạo hiện hữu cười đáp, là bản thể. Diệp Quân gật đầu, không phải bản thể cũng không sao. Đại đạo hiện hữu cau mày, nó luôn cảm thấy lời này của Diệp Quân còn có ẩn ý khác, nhưng nhất thời nó lại không hiểu là gì. Bên cạnh, sát chủ lên tiếng, cho ta so vài chiêu với hắn trước nhé. Khâu Bạch Y nhìn sát chủ, ông muốn hấp thu huyết mạch của hắn chứ gì? Sát chủ cười âm u, Khâu huynh đúng là hiểu ta. Khâu Bạch Y nói, huyết mạch của cha hắn và ông nội hắn còn mạnh hơn, lát nữa ông có thể hấp thu của họ. Nghe vậy, hai mắt sát chủ phát sáng, ông ta phấn khích nói, thật ư. Khâu Bạch Y gật đầu, thật chứ? Ha ha! Sát chủ bật cười lớn, ta nóng lòng lắm rồi đây. Nói xong ông ta hóa thành một luồng hồng mang bay về phía Diệp Quân. Thấy vậy, Khâu Bạch Y nhíu mày, tên điên này. Xa xa, Diệp Quân chém ra một kiếm. Ầm. Huyết quang vỡ tan, sát chủ bị hất văng, về lại chỗ cũ. Sau khi dừng lại, trên tay phải của sát chủ đã xuất hiện một vết kiếm sâu hóm. Trong mắt mọi người hiện lên vẻ kinh ngạc, tất cả đều nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Quân. Sát chủ nhìn vết kiếm trên tay, sau đó ngẩng đầu nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Quân, lông mày cũng nhíu chặt. Phải thừa nhận rằng ông ta cũng rất sốc, bởi vì nhát kiếm vừa nãy không chỉ phá kiếm ý của ông ta mà còn phá cả thân xác của ông ta. Phải biết rằng thân xác ông ta đã được tôi luyện qua vô số kiếm ý, thần vật bình thường không thể khiến ông ta bị thương được. Nhưng ở trước thanh kiếm này, thân thể ông ta chỉ như miếng đậu phụ. Thanh kiếm này không bình thường. Trong mắt sát chủ có thêm sự nặng nề. Hòa thượng Quy Vô nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Quân, sau đó lại nhìn cả xa nhân quả trên người mình, khẽ mỉm cười, không hề hoảng sợ. Kiếm này không tệ, lát nữa cho ta được không? Ly Hận lão tổ đột nhiên lên tiếng, ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Quân. Ngay từ đầu ông ta đã thích thanh kiếm này, tuy ông ta không phải kiếm tu nhưng rất có hứng thú với kiếm. Năm xưa ông ta đã từng giết không ít kiếm tu, thu thập rất nhiều kiếm tốt tuyệt thế, nhưng chẳng có thanh kiếm nào được như thanh trước mắt này.
Sát chủ hờ hững nhìn Ly Hận lão tổ, chẳng hề nể mặt, ngươi là cái thá gì mà phải cho ngươi. Ly Hận lão tổ cũng không ưa ông ta, xông lên tung ra một quyền. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang lên, Ly Hận lão tổ và sát chủ đều liên tục lùi lại. Thấy hai người lại định đánh tiếp, Khâu Bạch Y cất lời, Ly Hận lão tổ, sát chủ, nếu hai người còn đánh nhau nữa thì đừng trách ta không nể mặt. Mặt ông ta tối sầm. Mẹ kiếp. Ông ta thật sự rất muốn chửi thề, còn chưa giết được người mà đã ở đây phân chia chiến lợi phẩm rồi. Cái quái gì không biết. Nghe thấy lời này của Khâu Bạch Y, sát chủ và Ly Hận lão tổ đều không ra tay nữa, bọn họ vẫn phải nể mặt vị nhị điện chủ này. Nhưng hai người vẫn nhìn nhau, hiển nhiên chuyện này còn chưa kết thúc. Khâu Bạch Y không quan tâm đến hai người này, ông ta nhìn Diệp Quân ở đằng xa rồi cười bảo, Diệp công tử, người của ta đã tới đủ rồi. Bây giờ tới lượt ngươi đấy. Diệp Quân im lặng. Khâu Bạch Y nghiêm túc nói, ta biết ngươi vừa mới đột phá thực lực, muốn tìm người luyện tay, nhưng vô nghĩa thôi, bởi vì bây giờ chắc chắn ngươi không đánh lại được chúng ta, vậy nên ngươi gọi người đi, được không? Diệp Quân đáp lời, có vẻ như ông rất muốn ta gọi người. Khâu Bạch Y cười, muốn giết ngươi thì phải giải quyết được người phía sau ngươi trước, không phải sao? Diệp Quân lắc đầu, ta thấy mục đích của ông không phải như vậy. Khâu Bạch Y khẽ cau mày. Diệp Quân nói tiếp, chắc chắn ông còn mục đích khác, tuy ta vẫn chưa biết ông có mục đích gì, nhưng nếu ông đã muốn gặp người nhà của ta như vậy thì ta có thể giúp ông được như ý muốn. Khâu Bạch Y nở nụ cười. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, tháp ra, người nghĩ ta nên gọi ai? Tiểu tháp đáp, nếu ngươi muốn chơi thì gọi ông nội ngươi rất biết chơi. Nếu ngươi muốn thúc đẩy tình cảm cha con thì có thể gọi cha ngươi. Nếu ngươi muốn ác một chút, diệt trừ hậu quả vĩnh viễn thì có thể gọi cô váy trắng của ngươi. Diệp Quân gật đầu, vậy thì gọi cô đi. Nói xong, hắn mở mắt ra ngẩng đầu nhìn nơi sâu tinh không, cô, cháu trai muốn gặp người. Bên cạnh Diệp Quân, thời không tách ra, một người phụ nữ váy trắng chậm rãi xuất hiện. Xa xa, Khâu Bạch Y nở nụ cười. Mục đích cuối cùng đã đạt được. Người phụ nữ váy trắng. Vẫn là váy trắng như mọi lần, vẫn mang theo khí chất vô song. Khi bà ấy xuất hiện, Thượng Thần Thiên Huyên và Thượng Thần Thiên Vân trên tinh không đều nhíu mày, dần dần vẻ mặt hai người đều trở nên nghiêm nghị. Còn bên phía Khâu Bạch Y, một nhóm cường giả đều tò mò nhìn người phụ nữ váy trắng bên cạnh Diệp Quân, nhưng họ không cảm nhận được sự tồn tại của bà ấy. Vẻ mặt mấy người cũng trở nên nặng nề. Quy Vô nhìn người phụ nữ váy trắng, trong lòng cũng hơi bất an, vì thế ông ta lại nhìn cả xa nhân quả trên người mình. Cả xa nhân quả tránh nhân quả. Quy Vô thầm nói trong lòng. Tuế Nguyệt Nữ nhìn chằm chằm người phụ nữ váy trắng với vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì sâu trong lòng lần đầu tiên cô ta có cảm giác bất an. Lần đầu tiên, vẻ mặt sát chủ và Ly Hận lão tổ lúc này cũng dần trở nên nghiêm nghị, người phụ nữ váy trắng trước mắt trông có vẻ đáng gờm đấy. Diệp Quân nhìn người phụ nữ váy trắng sau đó chỉ vào Khâu Bạch Y phía xa, cô, ông ta muốn gặp người. Tuy con không biết ông ta có mục đích gì, nhưng có thể khẳng định là có âm mưu. Khâu Bạch Y. Người phụ nữ váy trắng nhìn Khâu Bạch Y, Khâu Bạch Y cười nói, Diệp công tử, chẳng phải ngươi vẫn còn ông nội và cha nữa ư? Hay là gọi nốt cả họ tới đi? Diệp Quân bình tĩnh nói, cô ta tuyệt thế vô song, một người là đủ rồi. Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân, chơi trò chơi đi, có muốn không? Hiển nhiên bà tán thành lời tâng bốc của Diệp Quân. Diệp Quân vội gật đầu, muốn ạ. Người phụ nữ váy trắng nhìn nhóm Khâu Bạch Y, bình tĩnh nói, chỉ một người, chết một người. Tiểu tháp. Vậy ư? Lúc này, sát chủ bước ra đầu tiên, ông ta cười bảo, ta muốn thử. Diệp Quân không nhiều lời, chỉ thẳng vào ông ta. Phập. Sát chủ còn chưa nói xong, một thanh kiếm đã đâm xuyên qua đầu mày của ông ta. Sát chủ cứng đờ người tại chỗ, vẻ mặt bàng hoàng. Các cường giả khác lúc này cũng hoảng hốt kinh hãi, vẻ mặt đầy khó tin. Một kiếm giết chết. Trên tinh không, vẻ mặt Thượng Thần Thiên Vân và Thượng Thần Thiên Huyên cũng đều trở nên trang nghiêm chưa từng có. Khâu Bạch Y nhìn người phụ nữ váy trắng,
trên mặt vẫn giữ nụ cười. Mà nhóm Tuế Nguyệt nữ bên cạnh ông ta lúc này đã lộ vẻ kinh hãi. Diệp Quân đột nhiên chỉ vào Ly Hận lão tổ, ông ta cả kinh, vung tay phải, trong nháy mắt, một bức tranh bay ra. Ly Hận trường đồ. Đây là báu vật tối thượng của Ly Hận, trong tranh có một hang động, bởi vì bên trong có quy tắc đại đạo của thế giới vũ trụ khác nên khi thi triển, ngoài việc nâng cao thực lực của bản thân, còn có thể áp chế cảnh giới của đối thủ. Sau khi thấy thực lực đáng sợ của người phụ nữ váy trắng, ông ta dứt khoát lựa chọn thi triển Ly Hận trường đồ, dốc hết toàn lực. Bởi vì ông ta biết, đối mặt với cường giả tuyệt thế này, có thể ông ta chỉ có cơ hội ra tay một lần. Không phải đối phương chết thì là mình chết. Nhưng Ly Hận trường đồ vừa được thi triển đã bị một luồng kiếm quang xé nát, sau đó, Ly Hận lão tổ đang định ra tay chợt thấy giữa hai lông mày chảy ra một dòng chất lỏng. Chính là máu. Giữa hai lông mày của ông ta có một thanh kiếm. Chết ngay tức thì. Ly Hận lão tổ mở to hai mắt, to như trứng bò. Sao có thể như thế? Mà lúc này, Tuế Nguyệt nữ phía xa đột nhiên nhảy lên. Không phải muốn đánh mà là hóa thành Tuế Nguyệt Trường Hà biến mất ở cuối tinh không. Bỏ chạy. Sau khi thấy sức mạnh kinh người của người phụ nữ váy trắng, cô ta biết người phụ nữ này không phải người mà họ có thể đánh lại. Nếu lúc này không chạy thì chỉ có một đường chết. Cô ta điều khiển thời gian Tuế Nguyệt nên tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, cô ta đã chạy tới nơi cách mấy trăm vạn tinh vực. Nhưng giây tiếp theo, thời không trước mặt cô ta bỗng trở nên mờ ảo. Trong tích tắc, cô ta lại trở về vị trí ban đầu. Tuế Nguyệt nữ kinh hãi, cô ta nhìn người phụ nữ váy trắng với vẻ không thể tin được, làm sao có. Lúc này, ngón tay Diệp Quân đã chỉ vào cô ta. Phập! Tuế Nguyệt nữ bị một thanh kiếm ghim lại tại chỗ. Không có sức đánh trả. Xung quanh cô ta tản ra sức mạnh thời gian Tuế Nguyệt cực kỳ cường đại, nhưng giờ khắc này, sức mạnh thời gian Tuế Nguyệt cũng chẳng thể tới gần cô ta. Một giây giết chết. Giờ phút này, dù là thân xác Tuế Nguyệt bất diệt hay linh hồn Tuế Nguyệt bất diệt của cô ta cũng dường như đã mất tác dụng. Cô ta giống như con kiến đối mặt với một vị thần. Tuyệt vọng. Chỉ có sự tuyệt vọng sâu sắc, chẳng mấy chốc, cô ta dần biến mất trong sự tuyệt vọng. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên chỉ vào Quy Vô ở đằng xa. Quy Vô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, ông ta chắp hai tay lại, trong tích tắc. Pháp tắc trăm vạn trượng phóng ra, nhưng rồi Phật quang vạn trượng ấy cũng vỡ tan thành từng mảnh ngay trong giây lát, sau đó một thanh kiếm phóng tới trước mặt ông ta. Quy Vô giật mình kinh hãi, vội vàng điều khiển cả sa nhân quả trên người, vô số sức mạnh Phật pháp bí ẩn bao quanh ông ta. Cả sa nhân quả này được đại Phật siêu cấp của Phật vũ trụ chế tạo, bên trong có chứa Phật pháp vi diệu, không nhuốm mọi nhân quả trên thế gian. Tuy nhiên, khi kiếm quang xuất hiện, vô số Phật pháp thần bí ấy cũng tiêu tán. Phập. Quy Vô bị ghim ngay tại chỗ, không thể cử động. Một giây đã bị giết chết. Quy Vô há hốc mồm, trợn to hai mắt, không phải nói có thể tránh được nhân quả ư. Sao đến hòa thượng mà cũng lừa thế? Nói xong, ông ta hoàn toàn tắt thở. Ánh mắt Diệp Quân rơi vào đại đạo hiện hữu, bây giờ đại đạo hiện hữu đang đứng tại chỗ, im lặng không nói gì. Nó không bỏ chạy, bởi vì nó biết rõ mình chẳng thể chạy thoát. Ngay từ đầu nó cũng đã biết người phụ nữ váy trắng rất mạnh, nhưng mạnh nhường nào thì nó cũng không biết, đương nhiên bây giờ nó cũng không biết. Đại đạo hiện hữu quay đầu nhìn Khâu Bạch Y, giờ phút này nó đã hiểu ra ý đồ của ông ta. Tất nhiên dám chơi dám chịu, không có gì để nói. Đại đạo hiện hữu nhìn người phụ nữ váy trắng, nó xòe tay, trong nháy mắt, sức mạnh đại đạo trong không gian đều hồi tụ. Trật tự hiện hữu. Mà lúc này, Diệp Quân đã chỉ vào nó. Phập. Chỉ trong tích tắc, một thanh kiếm đã ghim nó ngay tại chỗ. Chết trong một giây. Quy tắc trật tự của đại đạo hiện hữu ở trước thanh kiếm này chỉ như một con kiến. Đại đạo hiện hữu nhìn người phụ nữ váy trắng phía xa, ánh mắt hơi mơ hồ, nhưng không có sự ngạc nhiên. Khi thấy nhóm Tuế Nguyệt nữ bị giết trong một giây, nó đã biết kết cục của mình. Nhưng khi sắp bị tiêu diệt hoàn toàn, nó xòe lòng bàn tay ra, một luồng sức mạnh bí ẩn lặng lẽ biến mất. Thông báo cho chủ nhân của nó. Dương gia vô địch. Nhưng sức mạnh ấy còn chưa truyền ra ngoài đã biến mất không dấu vết.
Đại đạo hiện hữu nhìn người phụ nữ váy trắng phía xa với vẻ không thể tin được, nó mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng đã không còn cơ hội. Hoàn toàn bị tiêu diệt. Đến giờ phút này chỉ còn lại một mình Khâu Bạch Y. Diệp Quân nhìn Khâu Bạch Y, nhưng Khâu Bạch Y lại chợt cười lớn, lợi hại, đúng là lợi hại. Nói rồi ông ta nhìn Diệp Quân, đừng chỉ vào tay, ta muốn ra tay trước. Diệp Quân gật đầu, được. Khâu Bạch Y xòe tay, một thanh kiếm xuất hiện trong tay ông ta. Thanh kiếm dài 3 tấc, rộng bằng 2 ngón tay, nó được coi là một thanh kiếm sắt bình thường. Thấy Khâu Bạch Y rút kiếm ra, Diệp Quân hơi ngạc nhiên, hắn không ngờ ông ta lại là kiếm tu. Khâu Bạch Y nhìn thiết kiếm trong tay, ánh mắt hiện lên gợn sóng tựa như đang nhớ lại chuyện cũ. Một lúc sau, ông ta nhìn người phụ nữ váy trắng rồi cười bảo, hôm ấy khi nhóm Tam Điện Chủ bị giết, ta đã luôn tò mò thực lực của bà, bởi vậy ta đã khiến nền văn minh thiên hành và Diệp Công Tử trở thành kẻ thù không đội trời chung. Mục đích thật ra rất đơn giản, đó là lợi dụng nền văn minh thiên hành ép bà lộ diện, lợi dụng bọn họ để xem thực lực thật sự của bà. Nhưng tiếc là, trận chiến ấy Diệp Công Tử không gọi người, sau đó hai vị thượng thần lại nhìn thấu âm mưu của ta. Nói tới đây ông ta khẽ lắc đầu, thật đáng tiếc. Nhưng ông ta nói, mục đích ban đầu của ông ta là muốn lợi dụng nền văn minh thiên hành để chiến đấu đến chết với Diệp Quân, sau đó xem thực lực của người đứng sau Diệp Quân. Chỉ là ông ta không ngờ trong trận chiến đó, Diệp Quân không gọi người, không chỉ không gọi người mà còn tới được khai đạo, thực lực tăng lên rất nhiều. Ông ta không còn cách nào khác, đành phải tìm một vài người trợ giúp khác. Mà những người trợ giúp này đến một kiếm của người phụ nữ váy trắng cũng chẳng đỡ nổi. Ông ta đành phải tự lên. Việc đã đến nước này, Diệp Quân cũng hiểu ra, hắn nhìn Khâu Bạch Y, ông làm những điều này chỉ vì muốn biết thực lực của người đứng sau ta mạnh nhường nào thôi sao? Khâu Bạch Y gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân nhìn thiết kiếm trong tay Khâu Bạch Y rồi bảo, nhóm đại đạo hiện hữu không thể khiến cô của ta dùng tới kiếm thứ hai, vì thế ông vẫn chưa biết thực lực thật sự của cô ta nên bây giờ ông muốn đích thân lên kiểm chứng. Khâu Bạch Y cười, phải. Nói xong ông ta đột nhiên tiến lên một bước. Chỉ trong tích tắc, một luồng kiếm ý đáng sợ lan khắp đất trời. Lấy ác đạo hòa vào kiếm đạo. Ông ta là người đầu tiên dùng thân ác đạo tu thành kiếm đạo trong số các ác đạo. Khi thấy kiếm ý của Khâu Bạch Y, vẻ mặt Diệp Quân chợt trở nên nghiêm túc, kiếm tu mạnh nhất hắn gặp lần gần đây nhất là Diệp Tu Nhiên, mà kiếm ý của Diệp Tu Nhiên so với kiếm ý của Khâu Bạch Y này. Khác xa một trời một vực. Không thể so sánh được. Thực lực của Khâu Bạch Y chắc chắn không thua kém Thượng Thần Thiên Vân và Thượng Thần Thiên Huyên, thậm chí còn trên cả họ. Khâu Bạch Y chậm rãi cất bước đi về phía người phụ nữ váy trắng, cười bảo, trong đám người vừa rồi, thực lực của đại đạo hiện hữu là mạnh nhất. Nhưng ta không ngờ trật tự đại đạo của nó cũng không đỡ nổi một kiếm của bà. Bùm! Dứt lời, thân xác ông ta đột nhiên bốc cháy, trong nháy mắt, khí thế của ông ta tăng vọt. Diệp Quân cau mày. Bùm! Mà lúc này lại có một ngọn lửa khác phóng lên trời từ người Khâu Bạch Y. Thiêu hồn. Vào thời khắc linh hồn và thể xác cùng bốc cháy, một loạt khí ác niệm đáng sợ cũng lan khắp bốn phía. Kiếm ý ác đạo. Dùng ác niệm của tất cả chúng sanh tạo thành kiếm đạo, gọi là kiếm ý ác đạo. Giờ phút này, khí thế của Khâu Bạch Y điên cuồng dâng lên, vô số kiếm ý và sấm sét đỏ máu lập lòe trên trời, từng luồng uy áp đáng sợ không ngừng lan ra xung quanh. Nhưng dù là kiếm ý hay uy áp đều không thể đến gần khu vực người phụ nữ váy trắng và Diệp Quân đang đứng, bởi thế chỗ của họ vẫn bình yên, không có cảm giác gì. Nhưng bên ngoài, vẻ mặt Thượng Thần Thiên Vân và Thượng Thần Thiên Huyên đều trở nên nặng nề nghiêm nghị. Họ vẫn biết Khâu Bạch Y che giấu thực lực, chỉ là họ không ngờ ông ta lại mạnh đến thế. Đương nhiên họ càng không ngờ Khâu Bạch Y này lại đốt cháy cả thể xác lẫn linh hồn. Ông ta định hy sinh bản thân để xem thực lực thật sự của người phụ nữ váy trắng ư. Khâu Bạch Y chợt dừng lại, nhìn người phụ nữ váy trắng, khẽ cười, nghe nói bà chưa từng dùng tới kiếm thứ hai, hôm nay ta muốn làm người phá lệ. Nhát kiếm thứ hai. Phải làm sao mới có thể biết được thực lực thật sự của người phụ nữ váy trắng này? Rất đơn giản, để bà ấy đánh nhát kiếm thứ hai. Giết bất kỳ ai cũng đều chỉ một nhát kiếm.
không ai biết được thực lực của bà ấy, càng không biết cực hạn của bà ấy, nhưng nếu có người có thể làm cho bà ấy đánh nhát kiếm thứ hai thì sao? Thế là Khâu Bạch Y không tiếc gọi rất nhiều cường giả tuyệt thế đến, thế nhưng vẫn không thể làm cho người phụ nữ trước mặt đánh ra nhát kiếm thứ hai. Hết cách rồi, ông ta chỉ có thể tự mình giải quyết. Nhưng ông ta cũng biết ông ta chỉ có một cơ hội ra tay, thế nên ông ta quả quyết chọn thiêu đốt thân xác và linh hồn. Sau khi thân xác và linh hồn đều bắt đầu thiêu đốt, khí tức của ông ta lập tức tăng lên. Lúc này là lúc ông ta mạnh nhất từ trước đến nay. Thanh kiếm sắt trong tay ông ta phát ra tiếng kêu, ý chí chiến đấu dâng cao như thể muốn phá vỡ bầu trời. Người phụ nữ váy trắng đối diện ông ta lạnh nhạt nhìn ông ta, trong mắt không hề dao động. Khâu Bạch Y cũng không nói gì, ông ta bỗng biến mất khỏi đó. Vèo. Một tia kiếm quang lướt qua lao thẳng đến chỗ người phụ nữ váy trắng. Một nhát kiếm toàn lực. Cũng là nhát kiếm mạnh nhất của ông ta. Ngay khi nhát kiếm lao ra, cả vũ trụ nổ tung, sau đó bị hủy diệt, cùng lúc đó một thế kiếm đáng sợ lan ra từ đất trời hệt như một tia sét. Hủy diệt mọi thứ. Thấy thế vẻ mặt Diệp Quân trở nên nghiêm trọng, nhát kiếm này của nhị điện chủ mạnh hơn cả Diệp Tu Nhiên lúc trước. Rất mạnh. Ngay lúc này người phụ nữ váy trắng bỗng giơ tay phải lên, trong tay bà ấy là kiếm hành đạo, bà ấy đâm một nhát về phía trước. Vèo. Khâu Bạch Y bị nhát kiếm đó làm cho lùi về chỗ cũ nhưng bà ấy cũng lùi một bước. Thấy thế Diệp Quân trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ khó tin. Người phụ nữ váy trắng bỗng đâm một nhát kiếm nữa. Xoạt. Khâu Bạch Y bị văng ra xa cả vạn trượng, sau đó một thanh kiếm đâm vào giữa trán ông ta. Nhát kiếm thứ hai. Ha ha. Khâu Bạch Y bỗng cười như điên, nhát kiếm thứ hai, nhát kiếm thứ hai. Dứt lời, một tấm bùa lòng bàn tay ông ta đột nhiên bốc cháy, thoáng chốc lá bùa đang cháy này đã biến thành một tia lửa xuyên qua thời không, biến mất ở tận cuối tinh không vũ trụ. Người phụ nữ váy trắng nhìn tia lửa truyền tin tức đó, không ngăn cản. Thấy thế ánh mắt Diệp Quân lóe lên tia phức tạp. Quả nhiên, sở dĩ Khâu Bạch Y này làm thế là muốn thử thực lực thật của cô váy trắng, thế nên tên này không tiếc hy sinh mạng của mình. Đúng là mưu mô. Khâu Bạch Y ở đằng xa còn đang cười rất lớn. Một nhát kiếm không thể đoán được thực lực của bà ấy nhưng hai nhát kiếm lại có thể, hơn nữa bà ấy còn lùi về sau một bước. Lùi về sau một bước. Như nghĩ đến điều gì, Khâu Bạch Y bỗng giật mình, ông ta ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ váy trắng, lúc này người phụ nữ váy trắng đang bình tĩnh nhìn ông ta. Không ổn. Khâu Bạch Y cả kinh, run giọng nói, ngươi cố ý giả vờ yếu, ngươi. Dứt lời, ông ta xòe tay ra, lại một lá bùa nữa bị đốt cháy, nhưng lúc này thanh kiếm giữa trán ông ta bỗng rung lên, lá bùa bốc cháy trong tay ông ta bỗng biến mất. Mặt Khâu Bạch Y xám như tro, người phụ nữ này thế mà lại chơi trò mưu trí. Toang rồi. Ác đạo minh xong đời rồi. Hết thật rồi. Khâu Bạch Y vẫn cảm thấy hơi không cam lòng, ông ta bỗng tức giận gào lên muốn tự hủy. Xem thử người phụ nữ này đang giả vờ yếu hay là không mạnh đến thế thật. Nhưng ác niệm và kiếm ý trong người ông ta vừa thoát ra khỏi cơ thể đã bị thanh kiếm giữa tràn áp chế, giết chết. Khâu Bạch Y tuyệt vọng hoàn toàn. Người phụ nữ này đang giả vờ thật. Mình truyền tin tức giả về, hơn nữa còn là tin tức mình hy sinh mạng để truyền về, họ chắc sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Thôi xong thật rồi. Mặt Khâu Bạch Y xám như tro. Ông ta quay đầu lại nhìn về hướng chân vũ trụ, ánh mắt ông ta xuyên qua vô số vũ trụ tinh hà, cuối cùng đến kiếp giới. Khâu Bạch Y khẽ nói, thật xin lỗi, ta là một tên vô dụng, không giúp được ngươi. Vừa dứt lời, ông ta biến mất hoàn toàn. Bị tiêu diệt. Không trung trở lại như ban đầu. Dĩ nhiên chuyện này vẫn chưa kết thúc. Người phụ nữ váy trắng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Thượng thần Thiên Huyên và Thượng thần Thiên Vân biến sắc, muốn giết người diệt khẩu sao. Lúc này, Nhất Niệm và Tịnh An bỗng xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, Nhất Niệm đưa mắt nhìn người phụ nữ váy trắng, không nói gì mà đứng sát vào người Diệp Quân. Tịnh An liếm cây kẹo hồ lô, cũng đứng sát vào bên cạnh Diệp Quân. Người phụ nữ váy trắng bỗng quay đầu nhìn Diệp Quân, hai người đều đáng chết, là hai người cùng giết sao.
Diệp Quân rời mắt nhìn Thượng Thần Thiên Huyên, hắn vẫn có ấn tượng tốt với Thượng Thần Thiên Vân, nhưng với Thượng Thần Thiên Huyên này. Thấy Diệp Quân nhìn sang, Thượng Thần Thiên Huyên bỗng đổi sắc, nhưng bà ta không định đứng yên chờ chết, lúc này vừa định ra tay thì lại bị Thượng Thần Thiên Vân ngăn lại, bà ta nhìn Diệp Quân, có thể xin ngươi giúp đỡ không? Bà ta biết cho dù bà ta hay Thiên Huyên cũng không thể là đối thủ của người phụ nữ váy trắng trước mặt này. Người này quá đáng sợ. Diệp Quân nhìn Thượng Thần Thiên Huyên, không nói gì. Thượng Thần Thiên Vân hơi lo lắng, lúc này Diệp Quân lại nói, cô, có thể đến nền văn minh thiên hành với con một chuyến không? Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân bình tĩnh nói, không cần phiền phức thế, chỉ hướng đi ta chỉ cần một nhát kiếm tiêu diệt là được. Nhất niệm. Tịnh An. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó quay đầu nhìn Nhất Niệm bên cạnh, có tiêu diệt luôn không? Nhất Niệm lén nhìn người phụ nữ váy trắng, sau đó lẳng lặng gật đầu, không nói gì. Tịnh An liếm kẹo hồ lô, không nói gì. Tất nhiên cô ta không muốn Nhất Niệm hủy diệt nền văn minh thiên hành, nhưng cô ta sẽ tôn trọng lựa chọn của Nhất Niệm, dù sao cũng không phải Nhất Niệm có lỗi với nền văn minh thiên hành, mà là nền văn minh thiên hành có lỗi với Nhất Niệm. Một lúc sau, Nhất Niệm mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn trên bầu Thượng Thần Thiên Vân trong tinh không, Thượng Thần Thiên Vân mỉm cười nói, cho dù con có đưa ra lựa chọn gì, sư phụ cũng sẽ không trách con. Nhất Niệm mỉm cười, sư phụ gạt con biết nếu hủy diệt nền văn minh thiên hành, chắc chắn sư phụ sẽ đau lòng, con không muốn sư phụ đau lòng. Nghe Nhất Niệm nói thế, ánh mắt Thượng Thần Thiên Vân hiện lên vẻ phức tạp. Nhất Niệm nhìn người phụ nữ váy trắng. Cô ta do dự rồi nói, cô. Người phụ nữ váy trắng nhìn Nhất Niệm không đáp lời. Nhất Niệm hơi lo lắng. Thật ra cô ta hơi sợ vị cô này. Diệp Quân kéo Nhất Niệm đang lo lắng đến mỉm cười nói, đừng sợ, cô rất tốt. Nhất Niệm gật đầu, sau đó lại nhìn người phụ nữ váy trắng, người phụ nữ váy trắng bỗng nói, qua đây. Thấy người phụ nữ váy trắng gọi mình, Nhất Niệm hơi sợ, vội nhìn Diệp Quân. Diệp Quân mỉm cười, sau đó kéo cô ta đến trước mặt người phụ nữ váy trắng. Người phụ nữ váy trắng bỗng giơ tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Nhất Niệm, vì Nhất Niệm trước giờ đều chỉ để lộ ra nửa gương mặt, phần mặt bên trái của cô ta bị tóc che mất. Mặc dù Diệp Quân cũng thắc mắc tại sao Nhất Niệm lại phải như thế, nhưng hắn tôn trọng cô ta nên chưa từng hỏi, cũng không yêu cầu phải nhìn phần mặt bên trái của Nhất Niệm. Người phụ nữ váy trắng nhẹ nhàng vén tóc của Nhất Niệm lên. Phần mặt trái của cô ta khá bình thường nhưng mắt trái lại bất thường, mắt trái của cô ta có màu đỏ đen, hơn nữa còn giống một vòng xoáy, rất kỳ lạ. Thấy thế Diệp Quân cũng khá ngạc nhiên và tò mò. Tội ác nhãn. Nhất Niệm bỗng nói, nghe nói là con mắt không may mắn, từ nhỏ đến lớn rất nhiều người đều không muốn đến gần con, chỉ có sư phụ và Tịnh An không ghét bỏ con. Dứt lời, cô ta cúi đầu xuống. Diệp Quân nhìn Thượng Thần Thiên Vân. Hơi ngờ vực, tiền bối, đây là gì? Thượng Thần Thiên Vân trầm giọng nói, từ khi sinh ra nó đã có con mắt này, ta và Thiên Hành Chủ cũng từng điều tra nhưng không phát hiện được gì. Hơn nữa, hình như con mắt này cũng không có ác ý gì với nó, thế nên bọn ta cũng không quan tâm đến nó nữa. Nói đến đây, bà ta nhìn người phụ nữ váy trắng. Diệp Quân cũng nhìn người phụ nữ váy trắng, người phụ nữ váy trắng nói, một loại dấu ấn. Diệp Quân khó hiểu, dấu ấn gì vậy? Người phụ nữ váy trắng vén tóc Nhất Niệm ra sau tai, để lộ ra toàn bộ khuôn mặt của cô ta, dấu ấn luân hồi. Diệp Quân hơi ngờ vực. Nhưng người phụ nữ váy trắng không có ý định giải thích. Diệp Quân cười khổ. Lúc này, Thượng Thần Thiên Vân ở một bên đột nhiên nói, dấu ấn luân hồi tức là một số tu sĩ sẽ phong ấn tu vi và trí nhớ của mình khi gặp phải vài tai nạn khó tránh khỏi. Sau đó phong ấn ở trên vật chủ như hạt giống, sau khi trải qua kiếp nạn, chúng sẽ nuốt chửng vật chủ tái sinh. Tất nhiên cũng có một khả năng khác, là cố ý chuyển kiếp khai cuộc. Dứt lời, bà ta nhìn người phụ nữ váy trắng ở một bên, muốn thử xem ý của đối phương, xem bà ta nói có đúng hay không. Thế nhưng người phụ nữ váy trắng vẫn không có ý định giải thích. Thượng Thần Thiên Vân. Diệp Quân do dự. Sau đó nói, cô, dấu ấn luân hồi này. Người phụ nữ váy trắng nhìn Nhất Niệm, không phải là chuyện gì lớn cả. Nghe người phụ nữ váy trắng nói thế, Diệp Quân gật đầu, cũng không lo lắng nữa.
Nếu cô đã nói không có chuyện gì thì chắc là chuyện nhỏ. Diệp Quân nói, vậy chúng ta đến nền văn minh thiên hành. Người phụ nữ váy trắng khẽ gật đầu. Thấy người phụ nữ váy trắng gật đầu, Thượng Thần Thiên Huyên và Thượng Thần Thiên Vân biến sắc. Người phụ nữ này đến nền văn minh thiên hành. Nền văn minh thiên hành gặp nguy rồi. Nhất Niệm cũng hơi lo lắng, cô ta biết tính tình của cô, nếu người của nền văn minh thiên hành không có mắt mà chọc tức cô thì một nhát kiếm có thể khiến nền văn minh thiên hành biến mất khỏi thế giới này mãi mãi. Nhất Niệm quay đầu nhìn Diệp Quân, Diệp Quân mỉm cười nắm lấy tay Nhất Niệm, an ủi, đừng lo lắng. Nhìn thấy nụ cười của Diệp Quân, Nhất Niệm yên tâm hơn một chút. Cô ta biết nếu Diệp Quân muốn hủy diệt nền văn minh thiên hành thật chắc chắn sẽ không đến nền văn minh thiên hành. Thượng Thần Thiên Vân ở một bên bỗng quay đầu nhìn Thượng Thần Thiên Huyên, bà về trước sắp xếp mọi thứ đi. Đương nhiên là Thượng Thần Thiên Huyên hiểu ý của Thượng Thần Thiên Vân, lập tức xoay người biến mất ở tận cuối tinh không, người phụ nữ váy trắng này muốn đến nền văn minh thiên hành, phải quay lại nhốt đám người không có đầu óc kia lại, tránh chúng gây họa cho nền văn minh thiên hành. Diệp Quân bỗng nói, cô, có thể thăng cấp giúp tháp ra không? Nghe thế lần này tiểu tháp thật sự cảm động. Mặc dù tên nhóc này bình thường hay gài bẫy mình, nhưng có gì nói đó, trong lòng hắn vẫn có tháp ra nó. Tên này vẫn rất tốt. Thăng cấp cho tháp ra. Nghe thấy lời Diệp Quân nói, người phụ nữ váy trắng hơi nhướng mày. Thấy vậy, Diệp Quân vội hỏi, cô, sao thế? Người phụ nữ váy trắng không nói gì. Nếu tiểu tháp thăng cấp quá cao thì sẽ bất lợi cho đứa nhỏ này trong quá trình thăng cấp trưởng thành, nhưng nếu thăng cấp quá thấp, thì không giữ được lâu. Người phụ nữ váy trắng suy nghĩ, sau đó bà ấy mở tay ra, tiểu tháp xuất hiện trong tay bà ấy. Tiểu tháp bỗng trở nên rất phấn khích. Nằm thẳng vẫn thích hơn. Người phụ nữ váy trắng giơ hai ngón tay lên, sau đó nhẹ nhàng gõ tiểu tháp run rẩy kịch liệt, tỏa ra ánh sáng màu vàng. Nhưng đã lướt qua trong thoáng chốc. Người phụ nữ váy trắng đưa tiểu tháp cho Diệp Quân. Diệp Quân trừng mắt nhìn, xong rồi sao? Người phụ nữ váy trắng gật đầu. Diệp Quân nhận lấy tiểu tháp, nhìn ngắm đánh giá một lát, sau đó lẩm bẩm hỏi, tháp ra, người thăng cấp chỗ nào rồi? Vẻ mặt tiểu tháp cũng mờ mịt, ta không biết. Diệp Quân nghi ngờ. Người phụ nữ váy trắng nói, ta cải tạo cho nó thành tiểu tháp trưởng thành. Từ nay về sau, nó sẽ phải tu luyện giống ngươi, người giết người càng nhiều thì nó càng mạnh, đương nhiên, nó tự mình giết cũng được. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Tiểu tháp. Trưởng thành tháp sao? Diệp Quân cười khổ, tháp ra và hắn không thể nằm ườn ra nữa rồi. Dĩ nhiên, cô váy trắng hy vọng tháp ra sẽ theo hắn tu luyện, nhưng với tính tình của tháp ra, nó sẽ tu luyện sao? Sau này sợ là sẽ hơi khó khăn rồi. Tiểu tháp đau đớn trong lòng, nhưng nó không dám nói. Người phụ nữ váy trắng nói, đi thôi. Diệp Quân gật đầu, vâng ạ. Người phụ nữ váy trắng nhìn Nhất Niệm, nhà ngươi ở đâu? Chỉ đường đi. Sắc mặt Diệp Quân nhanh chóng thay đổi. Nhất Niệm. Tiểu tháp. Một lát sau, đám người Diệp Quân rời đi. Lúc này, một tên kiếm tu che mắt xuất hiện bên trong, ông ta đứng tại chỗ yên lặng rất lâu. Sau đó nói nhỏ, sư đệ, đi thôi. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Kiếp giới ở chân vũ trụ. A. À. Trong kiếp giới bỗng vang lên tiếng gào thét giận dữ. Ác đạo của chân vũ trụ. Ác đạo điên cuồng gào giống, sức mạnh đáng sợ trong vũ trụ kiếp không ngừng trào ra, nhưng vẫn luôn bị một luồng sức mạnh khác chấn áp. Chấn áp vô cùng gắt gao. Diệp Quân, nhà họ Dương. Bên trong kiếp giới, giọng nói giống như dã thú không ngừng gào thét. Chấm chấm chấm. Dựa vào sự dẫn dắt của Nhất Niệm, mọi người đã đến nền văn minh thiên hành. Thượng Thần Thiên Vân cảm thấy rất nghi ngờ việc Diệp Quân đưa người phụ nữ váy trắng đến nền văn minh thiên hành. Đương nhiên bà ta cũng lo lắng, bởi vì bà ta cảm nhận được, nữ kiếm tu váy trắng này tính hình như không được tốt cho lắm. Nhưng bà ta không có cách nào ngăn cản, giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Cường giả ở nền văn minh thiên hành đương nhiên đều nhận ra Diệp Quân, lúc nhìn thấy Diệp Quân, vẻ mặt của đám người ở nền văn minh thiên hành đều trở nên u ám, ánh mắt không mấy thiện cảm. Cũng may lúc Thượng Thần Thiên Huyên trở về đã hạ lệnh, không được khiêu khích Diệp Quân, đặc biệt là người phụ nữ váy trắng kia.
Mục tướng không còn nữa, bây giờ hai vị thượng thần là lớn nhất, cho nên không có ai dám làm trái lại mệnh lệnh của thượng thần Thiên Huyên, nhưng bọn họ vẫn có ý đối địch với hắn. Diệp Quân giết nhiều cường giả của nền văn minh thiên hành như vậy, còn cướp mất cây sinh mệnh thiên hành của nền văn minh thiên hành, hỏi sao bọn họ có thể không hận cho được. Nhìn ánh mắt hận thù của đám cường giả nền văn minh thiên hành, Diệp Quân hoàn toàn không quan tâm, ánh mắt hắn quét qua đám người, hắn nhanh chóng gặp được một người quen. Điện chủ điện chấp pháp Vũ Trụ. Thấy Diệp Quân nhìn qua, Vũ Trụ nhíu mày lại, lúc này Diệp Quân đột nhiên chỉ vào lão ta. Vũ Trụ rất nghi ngờ và khó hiểu, ngay sau đó vẻ mặt lão ta đột nhiên biến đổi, lão ta còn chưa kịp phản ứng, một thanh kiếm đã đặt trên cổ lão ta. Gầm. Xiết thẳng tới lão ta. Trong sân lặng ngắt như tờ. Vẻ mặt thượng thần Thiên Huyên trở nên khó coi, bà ta nhìn chằm chằm Diệp Quân không nói gì. Lúc những cường giả của nền văn minh thiên hành phản ứng lại, họ trở nên giận dữ, thật sự là ức hiếp người quá đáng. Vô số cường giả phóng xuất ra khí thế của chính mình để chèn ép Diệp Quân, đang định ra tay. Diệp Quân đột nhiên nói, cô, tiêu diệt đi. Người phụ nữ váy trắng mở lòng bàn tay, kiếm hành đạo đột nhiên bay ra, nhưng lúc bay lên phía chân trời thì đột nhiên ngừng lại, sau đó chậm rãi giáng xuống. Đùng! Chỉ trong chớp mắt, một sức mạnh cực kỳ đáng sợ bao quanh tất cả cường giả của nền văn minh thiên hành, bỗng chốc. Cường giả của nền văn minh thiên hành quỳ hết xuống, chỉ có chỗ đứng của mấy người Diệp Quân là không có chuyện gì. Cả thần cảnh thiên hành bắt đầu bốc cháy. Đúng lúc này, toàn bộ đại trận trong nền văn minh thiên hành đều bị hủy diệt, ngay cả cơ hội khởi động cũng không có. Đứng trước sức mạnh này, tất cả cường giả chỉ có cảm giác tuyệt vọng. Bao gồm cả thượng thần Thiên Huyên và thượng thần Thiên Vân. Cho dù mạnh mẽ như hai người họ, cũng không có suy nghĩ phản kháng nào. Lúc này, bọn họ mới thật sự ý thức được nữ kiếm tu váy trắng này đáng sợ như thế nào, người này là cường giả tuyệt đỉnh vượt qua tầm hiểu biết của bọn họ. Khi thanh kiếm càng lúc càng giáng thấp xuống, tất cả cường giả của nền văn minh thiên hành đã suy sụp hoàn toàn. Lần đầu tiên, bọn họ cảm nhận được thế nào là cận kề cái chết. Bỗng nhiên nhất niệm kéo tay áo của Diệp Quân, nhưng không nói gì. Diệp Quân mỉm cười, nể mặt muội đấy. Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng tất cả cường giả của nền văn minh thiên hành đều nghe thấy. Diệp Quân quay đầu nhìn người phụ nữ váy trắng bên cạnh cô. Người phụ nữ váy trắng nhẹ nhàng giơ hai ngón tay lên, kiếm hành đạo không giáng xuống nữa, nhưng sự áp bức đó vẫn còn tồn tại, các cường giả của nền văn minh thiên hành vẫn đang nằm trên mặt đất, không thể di chuyển được. Nhìn thấy cảnh này, Tịnh An và Thượng Thần Thiên Vân đều thở phào nhẹ nhõm. Hai người biết rằng nếu thanh kiếm ấy chém xuống, nền văn minh thiên hành chắc chắn sẽ không còn nữa. Diệp Quân nhìn nhóm cường giả của nền văn minh thiên hành, lại nhìn thấy hai đối thủ quen thuộc là Kính Thần và Thiên Phù Thần. Lúc này, thân xác hai vị thần này đã được phục hồi. Lúc nhìn thấy Diệp Quân, vẻ mặt của hai người họ lập tức thay đổi. Thượng thần Thiên Huyên vừa định nói gì đó thì Diệp Quân đã chỉ tay vào hai người họ, tất nhiên là hai người họ biết việc chỉ tay này là có ý gì nhưng bọn họ lại không muốn khoanh tay chờ chết, vừa định ra tay thì một giây sau, bọn họ đã bị đóng đinh tại chỗ, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Đánh bại trong tích tắc. Khuôn mặt Kính Thần và Thiên Phù Thần đầy vẻ khó tin. Ngay cả sức đánh trả cũng không có. Xung quanh tràn ngập sự im lặng đầy chết chóc. Vào lúc này, vô số cường giả của nền văn minh thiên hành đều cảm thấy sợ hãi. Hai vị chủ thần bị giết ngay lập tức, ngay cả sức đánh trả cũng chẳng có ư. Diệp Quân không thèm để ý đến vẻ mặt đầy sợ hãi của các cường giả của nền văn minh thiên hành ở xung quanh, hắn đi tới chỗ nhất niệm ở đằng xa. Thượng thần Thiên Vân thầm thở dài, sau đó dẫn Tịnh An đi theo. Người phụ nữ váy trắng liếc mắt nhìn những cường giả nền văn minh thiên hành ở xung quanh. Cao mày lại nói, nền văn minh cấp 5. Sao lại yếu như thế chứ? Đám người nền văn minh thiên hành. Nổi giận. Tất cả cường giả của nền văn minh thiên hành đều tức giận, người phụ nữ này dám công khai coi thường nền văn minh thiên hành sao? Nhưng lại không có người nào dám đứng lên. Thượng thần Thiên Vân gượng cười. Ngay sau đó, Diệp Quân dẫn theo nhất niệm đi đến thiên hành sinh mệnh giới. Nhóm cường giả nền văn minh thiên hành cảm thấy hơi thắc mắc, hắn muốn làm gì vậy?
Diệp Quân xòe bàn tay ra, tiểu tháp xuất hiện trên tay hắn, ý niệm vừa động, cây sinh mệnh thiên hành ngay lập tức xuất hiện ở trong sân. Mọi người ngay lập tức cảm thấy hoang mang. Diệp Quân muốn làm gì vậy? Trả lại cây sinh mệnh thiên hành sao? Ngay cả Thượng Thần Thiên Vân cũng cảm thấy nghi ngờ. Diệp Quân nắm lấy tay của Nhất Niệm, sau đó quay người nhìn Thượng Thần Thiên Vân đang ở bên cạnh, tiền bối, ta muốn cưới Nhất Niệm về làm vợ, xin người hãy tác thành cho bọn ta. Nhất Niệm ngây ngẩn. Ở xung quanh, vẻ mặt các cường giả của nền văn minh thiên hành bỗng trở nên khó coi. Đôi mắt của Thượng Thần Thiên Vân thoáng hiện lên vẻ phức tạp, cuối cùng bà ta cũng đã hiểu được ý muốn của Diệp Quân, hắn muốn cưới Nhất Niệm ở trước mặt tất cả cường giả của nền văn minh thiên hành. Không phải các người không cho phép kết hôn với người ngoại tộc ư? Hôm nay ta nhất định sẽ quang minh chính đại cưới người ở chỗ các ngươi. Trong lòng của Thượng Thần Thiên Vân rất phức tạp, thật ra bà ta không trách Diệp Quân bởi vì lần đầu hắn tới đây đã đến với sự chân thành, sự lịch sự và hòa nhã nhưng nền văn minh thiên hành đã không dành cho hắn sự tôn trọng. Còn lần này hắn đã dẫn theo các bậc trưởng bối trong nhà đến. Không phục sao? Ngon thì ra đây. Chuôi kiếm hành đạo vẫn còn đang lơ lửng trên bầu trời của nền văn minh thiên hành. Thượng Thần Thiên Vân không suy nghĩ nữa, bà ta đi đến trước mặt của Nhất Niệm rồi nắm lấy tay cô ta, Nhất Niệm hơi cúi đầu xuống nhẹ giọng nói, sư phụ. Thượng Thần Thiên Vân cười nói, chúc mừng con. Vừa nói bà ta vừa nắm tay của Nhất Niệm đặt vào trong tay của Diệp Quân, từ giờ trở đi ta giao con bé cho ngươi. Diệp Quân gật đầu, vâng. Thượng Thần Thiên Vân nhìn sang cây sinh mệnh thiên hành ở bên cạnh, vừa định lên tiếng thì Diệp Quân đã thu hồi cây sinh mệnh thiên hành lại. Thượng Thần Thiên Vân cười gượng. Ban đầu bà ta định hỏi xem liệu rằng Diệp Quân có muốn trả cây này lại cho nền văn minh thiên hành hay không, nhưng bây giờ có vẻ điều đó là không có khả năng. Anh chàng này vẫn chưa hết giận. Diệp Quân đột nhiên quay đầu nhìn về phía người phụ nữ váy trắng, cười nói, cô. Nếu dựa theo quy củ thì khi kết hôn chúng ta sẽ cần phải có sính lễ. Sính lễ? Người phụ nữ mặc váy trắng nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân cảm thấy hơi sợ hãi. Trong số các cô, hắn sợ nhất là cô váy trắng và Diệp Thanh Thanh cô. Nếu cô váy trắng không nổi giận thì không sao, chứ một khi cô nổi giận sẽ rất khủng khiếp. Người phụ nữ váy trắng đột nhiên thu hồi tầm mắt. Bà ấy nhìn về phía Thượng Thần Thiên Vân rồi xòe bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt lại, trong nháy mắt, thời không ở trên đỉnh đầu của bà ấy đột nhiên nứt toác, sau đó có một cuộn tranh không biết tên bay ra rồi nằm gọn trong tay bà ấy. Người phụ nữ váy trắng liếc nhìn rồi xòe bàn tay, cuộn tranh bay tới trước mặt Thượng Thần Thiên Vân, Thượng Thần Thiên Vân hơi nghi ngoặc hỏi, đây là gì? Người phụ nữ mặc váy trắng nói, nếu ngươi nghiên cứu kỹ lưỡng thì có thể thăng cấp nền văn minh thiên hành. Nghe thấy thế, Thượng Thần Thiên Vân hơi cảm động. Thăng cấp nền văn minh. Nếu những câu này là do người khác nói thì nhất định bà ta sẽ không tin. Trong suốt nhiều năm qua, nền văn minh thiên hành vẫn luôn tìm cách để đột phá cực hạn hiện tại để đạt được nền văn minh cấp 6, nhưng sau bao nhiêu thế hệ cùng nỗ lực cũng không thành công. Chỉ bằng một bức tranh là có thể đột phá sao? Không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu người phụ nữ váy trắng nói có thể thì bà ta nhất định sẽ tin mà không hề nghi ngờ. Bởi vì đối phương thực sự quá mạnh. Không chỉ có Thượng Thần Thiên Vân mà các cường giả của nền văn minh thiên hành đều nghe rõ lời của người phụ nữ mặc váy trắng nói. Thăng cấp nền văn minh sao? Một vài cường giả của nền văn minh thiên hành tỏ thái độ hoài nghi. Mặc dù nữ kiếm tu váy trắng trước mặt họ rất mạnh. Nhưng nếu bà ấy nói rằng có thể giúp thăng cấp bậc nền văn minh thì đúng là hơi khó tin. Thượng Thần Thiên Vân thận trọng cầm lấy cuộn tranh, sau đó hỏi, tiền bối, đây là gì vậy? Người phụ nữ váy trắng bình tĩnh trả lời, ta không có hứng xem thứ đồ vật có cấp bậc quá thấp, người tự nghiên cứu đi. Thượng Thần Thiên Vân, người phụ nữ mặc váy trắng nhìn về phía Diệp Quân, ta đi đây. Diệp Quân hơi cúi đầu, cô đi thong thả. Người phụ nữ váy trắng nhìn các cường giả của nền văn minh thiên hành ở xung quanh, sau đó nhìn Diệp Quân nói, con phải cố gắng, đừng cả ngày chỉ quanh quẩn với đám tép diêu này, chẳng có ý nghĩa gì cả. Bà ấy dừng lại một chút rồi nói tiếp, còn nữa, ta không có hứng thú với mấy nền văn minh cấp thấp này, con gọi ông nội tới là được.
vừa dứt lời, bà ấy đã biến mất. Diệp Quân. Nền văn minh cấp thấp như vậy. Khi nghe người phụ nữ váy trắng nói thế, sắc mặt các cường giả của nền văn minh thiên hành ở đó trở nên khó coi, người phụ nữ này lại coi thường nền văn minh thiên hành, đúng là quá đáng. Mặc dù ai cũng rất tức giận nhưng vẫn không có ai dám đứng ra. Quả thật là đánh không lại. Người phụ nữ đó mạnh đến mức khiến họ tuyệt vọng, nhất là lúc thanh kiếm sắp rơi xuống, lúc đó họ thật sự không nghĩ tới việc phản kháng, đứng trước mặt nhát kiếm đó họ chỉ có tuyệt vọng, chỉ có đợi chết. Trước giờ chưa từng có cảm giác này. Diệp Quân lại làm như không thấy sự tức giận hiện lên trong ánh mắt của các cường giả của nền văn minh thiên hành, kéo Nhất Niệm xoay người định đi. Hắn vẫn không có thiện cảm gì với nền văn minh thiên hành này, chẳng muốn ở lại dù chỉ một giây. Ngay lúc này Thượng Thần Thiên Vân bỗng nói, đợi đã. Diệp Quân dừng bước, quay đầu nhìn Thượng Thần Thiên Vân, Thượng Thần Thiên Vân mỉm cười nói, cứ thế mà đi à. Diệp Quân ngờ vực. Thượng Thần Thiên Vân nhìn Nhất Niệm bên cạnh Diệp Quân, sau đó nói, làm lễ kết hôn ở Học Cung Thiên Vân đi. Diệp Quân quay đầu nhìn Nhất Niệm đỏ mặt cúi đầu xuống, xấu hổ không thôi. Thấy thế, sao Diệp Quân còn không hiểu nữa? Lập tức nói, được. Thấy Diệp Quân đồng ý, Thượng Thần Thiên Vân mỉm cười, chúng ta đi thôi. Nói rồi bà ta dẫn Nhất Niệm, Diệp Quân và Tịnh An xoay người rời đi. Các cường giả nền văn minh thiên hành nhìn nhau, sắc mặt vẫn cực kỳ khó coi. Lẽ nào thật sự để chúng kết hôn ở Học Cung Thiên Vân sao? Có người bỗng nói. Người muốn ngăn cản à? Lập tức có người cà khịa lại. Người trước đó không nói gì. Ngăn cản. Ai dám ngăn cản chứ? Người phụ nữ mặc váy trắng đó quả thật cực kỳ đáng sợ, một nhát kiếm đó đã khiến nền văn minh thiên hành không đỡ được. Các cường giả nền văn minh thiên hành giờ nghĩ lại vẫn còn sợ. Đây là lần đầu tiên nền văn minh thiên hành bị nền văn minh ngoại tộc dẫm đạp, nhưng họ lại chẳng thể làm được gì. Mặc dù rất nghẹn uất nhưng có thể làm gì đây? Nhịn một chút là được. Thượng Thần Thiên Huyên nhìn mấy người Diệp Quân biến mất ở đằng xa, nhíu mày. Trực giác mách bảo người phụ nữ mặc váy trắng đó tuyệt đối có thể phá giải bí mật của vũ trụ vô gian, tiếc là. Thượng Thần Thiên Huyên thầm thở dài, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Nền văn minh thiên hành đi nước cờ này thật sự quá xa, nếu ngay từ đầu nền văn minh thiên hành không kiêu ngạo như thế, nếu kết giao được thì lần này thật sự là một cơ hội tuyệt vời với nền văn minh thiên hành. Vì hiện giờ bà ta đã có thể chắc chắn thực lực của người phụ nữ váy trắng vượt xa nền văn minh vũ trụ cấp 5. Nếu ngay từ đầu nền văn minh thiên hành có mối quan hệ tốt với Diệp Quân, thì với mối quan hệ giữa Nhất Niệm và Diệp Quân, không chừng người phụ nữ đó có thể sẽ giúp nền văn minh thiên hành, cho dù không phá được vũ trụ vô gian, nhưng chỉ cần nâng lên một chút thôi, có lẽ nền văn minh thiên hành có thể phá giải được thời không của vũ trụ vô gian. Nhưng bây giờ... Thượng Thần Thiên Huyên lại thở dài, xoay người rời đi. Học Cung Thiên Vân. Hôn lễ rất đơn giản, không có khách mời, chỉ có Thượng Thần Thiên Vân và Tịnh An, nhưng như vậy cũng là đủ với Nhất Niệm rồi. Vì ở cả nền văn minh thiên hành, Thượng Thần Thiên Vân và Tịnh An là hai người gần gũi nhất của cô ta, có họ ở đây, cô ta vui lắm rồi. Diệp Quân cũng cảm thấy khá tốt, nhưng hắn vẫn thầm quyết định. Sau này nhất định phải bù đắp một hôn lễ thật lớn cho cô ta. Quy trình hôn lễ dựa theo quy trình của vũ trụ quan huyên, không thể nào tiến hành theo quy trình của nền văn minh thiên hành, vì cần phải đến bái lại cây thần sinh mệnh của nền văn minh thiên hành, phải nhận được sự chúc phúc của thiên hành chủ của nền văn minh thiên hành. Ngoài ra, còn phải đến thần cung thiên hành để bái lại thiên hành chủ các đời. Tóm lại rất phức tạp. Quy trình hôn lễ cũng rất đơn giản. Diệp Quân và Nhất Niệm bái lại Thượng Thần Thiên Vân ba lạy, sau đó hôn lễ cũng kết thúc. Tiếp theo là vào động phòng. Sau khi Diệp Quân và Nhất Niệm rời đi, Tịnh An ngồi trên bậc thềm đá ngoài cửa đại điện, hai tay chống cằm, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, không biết đang nghĩ gì. Lúc này Thượng Thần Thiên Vân ngồi xuống bên cạnh cô ta. Thượng Thần Thiên Vân xoa đầu Tịnh An, mỉm cười nói, con đang nghĩ gì thế? Tịnh An thuận thế tựa vào trên vai Thượng Thần Thiên Vân, khẽ nói, sư phụ, người nói xem rốt cuộc cô đó mạnh thế nào. Nụ cười trên môi Thượng Thần Thiên Vân dần tan biến, thay vào đó là vẻ nghiêm trọng.
Rốt cuộc nữ kiếm tu váy trắng đó mạnh thế nào? Thật ra bà ta cũng không biết, vì cho dù nhị điện chủ Khâu Bạch Y lấy mạng để thử cũng vẫn không biết được. Tịnh An bỗng nói, nhất niệm sẽ không sống ở nền văn minh thiên hành nữa rồi. Thượng thần Thiên Vân khẽ thở dài, bà ta biết sự việc phát triển đến bước này, nhất niệm không thể tiếp tục ở lại nền văn minh thiên hành nữa. Tịnh An khẽ lắc đầu, nếu như con làm thiên hành chủ, lần này gặp được tiểu quân tử lần này, nền văn minh thiên hành của chúng ta sẽ không xảy ra tai họa như vậy, mà là một cơ hội lớn. Thượng thần Thiên Vân cười nói, vậy thì con phải cố gắng hơn để trở thành thiên hành chủ. Tịnh An chớp mắt, sư phụ sẽ ủng hộ con, đúng chứ? Thượng thần Thiên Vân gật đầu, tất nhiên. Tịnh An mỉm cười, cùng lúc đó một kế hoạch vĩ đại dần hình thành trong đầu cô ta. Trong phòng, Diệp Quân và Nhất Niệm nằm trên giường. Vào động phòng. Vừa bước vào phòng thì bỗng có chuyện. Chỉ thấy mắt trái của Nhất Niệm bỗng phát ra tia sáng đáng sợ, chỉ thoáng chốc Diệp Quân bị cuốn vào trong thời không hư vô, xung quanh là một màu xám xịt, cái gì cũng mờ ảo, vô cùng quái lạ. Diệp Quân đầy vẻ khó hiểu, đây là đâu? Lúc này hắn vẫn chưa kịp phản ứng thì một luồng sức mạnh đáng sợ đánh mạnh vào bụng hắn. Bụp! Cả người Diệp Quân văng ra xa, vừa tiếp đất hắn cảm thấy chân phải của mình bị ai đó nắm lấy, còn chưa kịp phóng ra kiếm ý, hắn lại văng xa ra, cùng lúc đó bụng hắn cảm nhận được một cơn đau nhói. Không biết văng ra xa bao lâu, cuối cùng đập mạnh xuống đất, mặt đất rung chuyển, sau đó sụp đổ. Vừa rơi xuống đất, hắn vội phóng vô số kiếm ý của mình ra, nhưng ngay sau đó kiếm ý bị một luồng sức mạnh đáng sợ trấn áp, cùng lúc đó hắn lại cảm nhận mình văng ra xa. Mẹ kiếp! Diệp Quân tức giận thầm mắng, mẹ kiếp là ai hả? Sau khi hắn rơi xuống, xương cốt cả người như thể đã bị rời ra. Nhưng lần này đối phương không ra tay nữa. Diệp Quân cố nén cơn đau cả người, vội đứng dậy, hắn nhìn phía đằng xa. Một người phụ nữ đứng ở cuối tầm nhìn, cả người mặc đồ trắng, tóc dài ngang vai, dung mạo xinh đẹp. Nhìn thấy người phụ nữ, Diệp Quân nhíu mày, đây là ai? Lẽ nào là người của nền văn minh thiên hành? Không hẳn nhỉ. Không lâu sau hắn bỗng giật mình, lẽ nào người này là người tạo dấu ấn luân hồi mà cô váy trắng đã nói trước đó? Nghĩ đến đây Diệp Quân hơi cảnh giác. Người phụ nữ đồ trắng nhìn chằm chằm Diệp Quân. Ánh mắt lạnh như băng khiến người ta rét run, nếu ngươi dám chạm vào người cô ta, ta sẽ giết ngươi. Nghe thế Diệp Quân sầm mặt, muội ấy là vợ ta. Hỗn láo! Người phụ nữ đồ trắng trợn mắt, bỗng biến mất khỏi đó. Lúc này Diệp Quân cũng nổi giận, lấy kiếm Thanh Huyên ra, tiến về phía trước một bước, thời không xung quanh trở nên hư ảo. Gấp xếp thời không! Đè nén thời không! Đối mặt với người phụ nữ bí ẩn này, dĩ nhiên hắn không dám khinh thường, phải biết đối phương đánh dấu ấn luân hồi này nhưng ngay cả Thượng thần Thiên Vân và Thiên Hành Chủ cũng không nhìn ra được, đây chắc chắn không phải là người tầm thường, thế nên hắn dứt khoát thi triển kiếm kỹ mạnh nhất của mình. Nhưng ngay khi hắn vừa định rút kiếm ra, mọi thứ trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, hắn cả kinh, ngay sau đó còn chưa kịp phản ứng, hắn lại cảm thấy bụng đau nhói, sau đó cả người lập tức văng ra xa. Lần này cũng không biết văng ra xa bao lâu, Diệp Quân chỉ cảm thấy cả người như nổ tung, đầu nặng như chì, vô cùng nặng nề. Thế nhưng hắn còn chưa kịp đứng lên, luồng sức mạnh đáng sợ đánh mạnh vào người hắn. Bốp! Diệp Quân lại văng ra xa tận mấy mươi vạn trượng rồi mới đập mạnh cả người xuống đất, hắn suýt nữa hôn mê bất tỉnh, nhưng còn chưa kịp phản ứng, một sức mạnh cực lớn ép buộc kéo hắn lên, ở cuối tầm nhìn, người phụ nữ đồ trắng đang lạnh lùng nhìn hắn. Người phụ nữ đồ trắng đang định lên tiếng, chỉ thấy kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Quân bỗng bay ra. Vèo! Thời không hư vô này bị xé toạc. Trời đất bắt đầu sụp đổ. Ngay khi Diệp Quân nghĩ sắp ra khỏi nơi quỷ quái này thì chỉ thấy người phụ nữ đồ trắng ở đằng xa bỗng vung tay lên, thoáng chốc thời không hư vô vốn dĩ bị phá vỡ lại khôi phục như ban đầu. Thấy thế sắc mặt Diệp Quân tối sầm, cảm thấy kinh ngạc, thực lực của người phụ nữ này quá đáng sợ. Người phụ nữ đồ trắng nhìn chằm chằm Diệp Quân, đừng tưởng ngươi có nữ kiếm tu váy trắng kia bảo vệ mà ta không dám giết ngươi, ngươi. Diệp Quân bỗng nói, lúc cô ta còn ở đây sao bà không ra? Giờ bà ấy đi rồi,
bà mới chạy ra, có phải bà chỉ biết ỷ thế ăn hiếp người khác không? Người phụ nữ đồ trắng không nói gì, biến mất khỏi đó. Lần này Diệp Quân đã chuẩn bị sẵn tâm lý, ngay khi người phụ nữ đồ trắng biến mất, hai tay hắn cầm kiếm chém một nhát về phía trước. Nhất giới tuế nguyệt. Thế nhưng hắn còn chưa vung nhát kiếm này lên thì bản thân hắn đã văng ra xa lần nữa, cuối cùng đập mạnh xuống đất, cả người suýt nữa bị vỡ vụn. Hắn còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay vô hình đã nhấc hắn lên, lúc này người phụ nữ đồ trắng đã cách trước mặt hắn mấy chục trượng, lạnh lùng nhìn Diệp Quân, ta nhắc nhở ngươi một lần cuối, đừng chạm vào cô ta, nếu không ta cắt chim nhỏ của ngươi. Cô ta chưa dứt lời, một thanh kiếm đã lao đến trước mặt cô ta. Diên Trì nhất kiếm. Hơn nữa còn là kiếm thanh huyên. Mặt người phụ nữ đồ trắng không cảm xúc, giơ hai ngón tay lên nhẹ nhàng kẹp lại, kiếm thanh huyên bị cô ta kẹp chặt. Diệp Quân sửng sốt. Lúc này hai ngón tay người phụ nữ đồ trắng dùng sức. Rắc. Một tiếng vụn vỡ bỗng vang lên. Kiếm thanh huyên xuất hiện vết nứt. Thấy thế, đầu óc Diệp Quân trống rỗng, ngây người tại chỗ. Kiếm thanh huyên nứt rồi sao? Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Quân trợn to mắt, đứng hình ngay tại chỗ. Lần thứ hai. Lần đầu tiên kiếm thanh huyên nứt là vì Tịnh Tông Chủ, lần này kiếm thanh huyên lại nứt lần nữa. Da đầu Diệp Quân run rẩy, người phụ nữ đồ trắng này rốt cuộc là ai? Quan trọng nhất là hắn hơi ấm ức, mẹ nó chứ, thực lực đột phá chưa được mấy ngày, giờ lại sắp trở thành người yếu thế nữa sao? Bây giờ rốt cuộc hắn cũng hiểu tại sao lúc trước cha của hắn lại làm vua dựa dẫm rồi. Mẹ nó chứ, hiếp người quá đáng. Cách đó không xa, người phụ nữ đồ trắng lạnh nhạt nhìn Diệp Quân, bà ta không nói gì nữa, thoát cái đã biến mất tăm. Xung quanh khôi phục lại bình thường. Bây giờ Diệp Quân đã trở về trên giường, đầu óc hắn vẫn trống rỗng, nhưng hắn nhanh chóng bắt buộc bản thân bình tĩnh lại. Tại sao kiếm thanh huyên lại nứt ra? Lẽ nào chỉ vì kiếm thanh huyên bị vỡ rồi, cho nên hắn hoàn toàn trở nên vô dụng sao? Đùa cái gì thế? Chẳng qua chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Nếu bản thân chỉ vì kiếm thanh huyên vỡ một lần, mà trong lòng suy sụp, vậy đó quả thật là chuyện cười lớn nhất trên đời. Nghĩ đến đây, Diệp Quân không nghĩ nữa, hắn ổn định tinh thần, không lo lắng về chuyện kiếm vỡ nữa, chuyện bản thân cần làm tiếp theo chính là tu luyện cho tốt. Tranh thủ để bản thân mạnh hơn cả kiếm. Sau khi tâm trạng ổn định lại, Diệp Quân quay đầu nhìn Nhất Niệm ở bên cạnh, hai mắt Nhất Niệm khép hờ, mặt đỏ giống như quả đào, hô hấp dồn dập, dường như cô ta đang chờ đợi gì đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Quân hơi do dự, cuối cùng hắn cũng không làm chuyện mà mình muốn làm. Hang động này không dễ đi vào. Thấy Diệp Quân yên lặng hồi lâu, bỗng nhiên Nhất Niệm chậm rãi mở mắt ra. Cô ta nhìn Diệp Quân nằm bên kia, do dự một lát mới nhẹ giọng nói, kết thúc rồi sao? Diệp Quân. Vì thế, lần đầu tiên động phòng cứ như vậy hoàn thành. Diệp Quân không biết làm sao. Hắn cũng rất muốn tìm hiểu sâu thêm một chút, nhưng thật sự không dám, bởi vì hắn đánh không lại người phụ nữ đồ trắng kia, mẹ nó vô lý quá rồi. Thật sự vô nghĩa. Diệp Quân nhẹ nhàng thở dài, chưa bao giờ cạn lời như bây giờ. Tuy rằng Diệp Quân rất nhanh, nhưng Nhất Niệm thật sự không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy đàn ông nhân loại đều nhanh như vậy, chỉ là cô ta hơi nghi hoặc, bởi vì lúc trước Tịnh An từng âm thầm nói với cô ta, lần đầu tiên hình như sẽ hơi đau, nhưng vừa rồi cô ta không đau lắm, rất nhanh, nhanh vô cùng, vào được rồi nhưng lại giống như chưa từng vào. Nhất Niệm không nghĩ gì nhiều, cô ta thuận thế nằm trong lòng Diệp Quân, nói nhỏ nhẹ, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây sao? Diệp Quân tỉnh táo lại, gật đầu, tay phải ôm lấy Nhất Niệm, nhẹ gật đầu, đúng. Tuy rằng chuyện ở nền văn minh thiên hành đã chấm dứt, nhưng hắn biết chuyện của ác đạo minh còn chưa xong đâu, nhị điện chủ không tiếc lấy tính mạng của mình để thăm dò thực lực của cô váy trắng, chắc chắn có chiêu đề phòng. Việc cấp bách bây giờ là phải tăng cường thực lực. Bây giờ, không thể tiếp tục ở thế bị động. Nhất Niệm gật đầu, được. Diệp Quân đột nhiên nói. Không phải muội muốn ở lại nền văn minh thiên hành đó chứ? Nhất Niệm lập tức lắc đầu. Diệp Quân nói, vậy muội muốn ở lại học cung Thiên Vân không? Nhất Niệm do dự, sau đó vẫn lắc đầu,
mặc dù cô ta không nỡ rời xa Tịnh An và Thượng Thần Thiên Vân, nhưng cô ta quả thật không có thiện cảm với toàn bộ nền văn minh thiên hành, cô ta cũng biết, đám người nền văn minh thiên hành sẽ không hoan nghênh cô ta. Diệp Quân cười nói, vậy muội ở lại tiểu tháp giúp ta nghiên cứu thời không nhé. Trước mắt, thời không đặc biệt đó là thứ nhất niệm nghiên cứu và hiểu rõ. Nhất niệm gật đầu, vâng. Cô ta cũng thích nghiên cứu thời không, đến bây giờ, cô ta chỉ nghiên cứu một góc của núi băng. Diệp Quân mỉm cười, sau đó ôm lấy nhất niệm, chỉ chốc lát sau hai người đã ngủ say. Ngoài cửa, Tịnh An dựa trên cửa yên lặng nghe rất lâu, sau đó không nghe thấy tiếng động nữa, cô ta hơi nhướng mày, vậy là xong chuyện rồi sao? Nhanh quá vậy. Bên ngoài vũ trụ tinh không, một bàn tay khổng lồ trống sừng sững trên trời, bàn tay khổng lồ kéo theo một tòa đại điện màu đen, đại điện trên không, trôi nổi một chữ cái lớn, đạo. Ác đạo điện. Ngày hôm đó, một ngọn lửa bừng cháy đột nhiên xuyên qua hư không, xuyên đến vũ trụ này, lập tức va chạm vào đại điện. Lúc ngọn lửa bừng cháy kia sắp đến tòa đại điện màu đen kia, có một bàn tay đột nhiên bắt lấy nó. Đó là một người đàn ông trung niên, mặc một bộ đồ rộng màu đen, tóc dài, mặc áo choàng, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, trên người tỏa ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Người đàn ông trung niên nhìn ngọn lửa trong lòng bàn tay, sau một lúc lâu, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, Khâu sư đệ đã chết. Xoẹt. Lúc nói xong câu này, bên trong đại điện sâu thẳm đột nhiên có luồng kiếm quang lao ra, chỉ trong chớp mắt. Phía sau người đàn ông trung niên đã xuất hiện hơn 100 cường giả kiếm tu mặc áo đen, lưng đeo trường kiếm. Những kiếm tu đó nhìn ngọn lửa trong tay người đàn ông trung niên đứng đầu, tất cả đều ngạc nhiên, sau đó ngạc nhiên biến thành lửa giận ngút trời. Báo thù cho Khâu sư huynh. Giữa sân, có một tên kiếm tu đột nhiên mở miệng. Một lát sau, hơn 100 luồng kiếm quang phóng thẳng lên cao, lao thẳng về phía ngọn lửa đến lúc nãy. Đúng lúc này, một luồng kiếm quang đột nhiên từ dưới đất chui lên, lướt ngang qua trước mặt đám kiếm tu, ngăn cản toàn bộ kiếm tu lại. Toàn bộ kiếm tu nhốn nháo nhìn người đàn ông trung niên phía dưới, không hiểu ra sao. Người đàn ông trung niên nói, đợi đã. Nói xong câu này, ông ta không giải thích gì nữa, xoay người đi thẳng về phía đại điện ở đằng xa. Một đám kiếm tu tức giận đứng tại chỗ, nhưng họ không thể làm gì cả, chỉ có thể đứng đợi ở đó. Người đàn ông trung niên đi vào tòa đại điện, lúc đó có một ông lão mặc áo đỏ đi ra, ông lão áo đỏ vươn tay ngăn cản, quan tông chủ, chờ một lát. Người đàn ông trung niên nhìn thấy ông lão áo đỏ, Khâu sư đệ đã chết rồi. Ông lão áo đỏ ngơ ngác, sau đó nói tiếp, xin đợi một lát. Quan tông chủ cau mày. Lúc này, trong điện đột nhiên có một cô gái đi ra, cô gái mặc một bộ váy dài màu tím, tuổi chừng 20, phong tư tuyệt thế. Trong tay cô ta cầm một cây quạt xương màu xanh. Lúc cô ta đi khỏi đi điện, ông lão áo đỏ hơi khom lưng. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt quan tông chủ lóe lên vẻ kinh ngạc. Đúng lúc này, dường như quan tông chủ cảm nhận được gì đó, ông ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy nơi đó xuất hiện một đầu rồng khổng lồ. Rồng. Đầu rồng này đen như mực, chỉ xuất hiện một cái đầu đã có thể che trời lấp đất. Long uy vô hình như bão tố rào rạt chút xuống, mảnh thời không tinh vực này vốn không thể nào chịu đựng nỗi long uy như thế, nó đã bắt đầu trở nên mờ ảo. Đúng lúc này, chữ đạo trên ác đạo điện đột nhiên run lên, chỉ trong chốc lát, long uy đã biến mất không còn lại gì. Nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt xinh đẹp của cô gái váy tím bỗng xuất hiện vẻ ngạc nhiên, cô ta nhìn chằm chằm chữ đạo màu đỏ kia, cười nói, đây là chữ của vị ác đạo đầu tiên của ác đạo Minh để lại à. Ông lão áo đỏ đứng bên cạnh khẽ gật đầu, đúng vậy. Cô gái váy tím gật đầu, khen ngợi, thật không tầm thường, lúc đó còn có thể dùng bút viết đạo, đạo lưu truyền muôn đời, thật sự là vô cùng xuất sắc. Nói đến đây, cô ta chuyển đề tài, ta nghe nói, cô ta hiện nay đã là đời cuối cùng rồi đúng không? Ông lão áo đỏ lại gật đầu. Cô gái váy tím cười nói, ngoại trừ nền văn minh thiên hành, ác đạo Minh các ngươi thật sự rất giỏi. Nếu vị ác đạo này của các ngươi có thể thành công chuyển thế, dung hợp với tu vi của trăm giới, sợ rằng đến cả nền văn minh thiên hành cũng không làm gì được các ngươi. Ông lão áo đỏ cúi người, không tiếp lời. Cô gái váy tím nhìn thoáng qua chữ đạo màu đỏ kia, cô ta mỉm cười,
bước về phía trước, theo từng bước đi của cô ta đã đứng trên đỉnh đầu của con rồng khổng lồ, con rồng lớn đó xoay người, ngân hà sôi trào, trong chớp mắt, một rồng một người đã biến mất trong ngân hà mờ mịt. Ông lão áo đỏ nhìn chằm chằm dãi ngân hà, ánh mắt nghiêm túc. Bỗng nghĩ đến gì đó, ông ta quay đầu nhìn quan tông chủ đứng bên cạnh, vào trong thôi. Quan tông chủ gật đầu, đi vào trong đại điện. Ông lão áo đỏ hơi thở dài, tiểu khâu. Từng chuyện dâng lên trong lòng. Lúc đó, Khâu Bạch Y vừa đến ác đạo minh, là một người hăng hái hoạt bát, mới chớp mắt mà cố nhân đã qua đời. Ông lão áo đỏ lại thở dài. Trong điện, một người đàn ông trung niên đứng trong đại điện, người đàn ông trung niên mặc áo gấm, tay phải cầm một bình rượu hồ lô, đưa lưng về phía quan tông chủ. Quan tông chủ khẽ hành lễ, nặng nề nói, Thế Tông, Khâu sư đệ. Người đàn ông trung niên gật đầu, ta biết rồi. Thế Tông, chủ sự chân chính của ác đạo minh, cũng là người năm đó được nhất điện chủ khâm định làm chủ sự, gặp ông ta như gặp nhất điện chủ. Về nhất điện chủ, thật ra bọn họ chưa ai gặp được. Quan tông chủ mở tay ra, một lá bùa bị đốt cháy chậm rãi bay đến trước mặt Thế Tông. Thế Tông nhìn thấy lá bùa lửa, ánh mắt lóe lên sự bàng hoàng, trong lòng nhớ lại chuyện cũ, năm đó lần đầu gặp ông ấy nói với ta rằng ông ấy phải theo ta làm chuyện lớn. Ta nói được, từ lúc đó chúng ta được sự giúp đỡ của nhất điện chủ, bắt đầu bố trí toàn bộ vũ trụ, ác đạo minh hiện tại có quy mô như thế, công lao của ông ấy không nhỏ. Nói xong, ông ta mở rượu hồ lô ra, nhẹ nhàng đổ xuống đất. Huynh đệ, an nghỉ. Quan tông chủ bình tĩnh nhìn Thế Tông đứng trước mặt, Thế Tông, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể giết đến vũ trụ quan huyên. Thế Tông không nói gì, ông ta nhẹ nhàng chạm vào lá bùa lửa kia, lá bùa lửa tan biến, giọng nói của Khâu Bạch Y vang lên, kiếm thứ nhất, ta lùi một bước, kiếm thứ hai, ta chết. Nghe được lời nói của Khâu Bạch Y, vẻ mặt của quan tông chủ đột nhiên trở nên u ám. Hai kiếm đã giết chết Khâu Bạch Y. Ông ta hiểu rất rõ thực lực của Khâu Bạch Y, đó là sự tồn tại không thể đo lường, bị giết chỉ bởi hai nhát kiếm cho thấy sự đáng sợ của người phụ nữ váy trắng đó. Quan tông chủ nặng nề nói, thực lực của người phụ nữ váy trắng đó quả thật đáng sợ, nhưng có thể dùng hai nhát kiếm để giết chết Khâu sư đệ thì. Thế Tông lắc đầu, cắt lời ông ta, ông nghĩ chuyện này quá đơn giản rồi. Quan tông chủ hơi nghi ngờ. Thế Tông uống một ngụm rượu, sau đó nói, tiểu Khâu chắc sẽ không gạt chúng ta, nhưng liệu có khả năng là người phụ nữ váy trắng đó đang giả vờ yếu đuối không? Quan tông chủ ngạc nhiên, giả vờ yếu sao? Thế Tông xoay người nhìn quan tông chủ, có khả năng này hay không? Quan tông chủ yên lặng một lúc mới nói, nếu bà ta làm như thế, vậy mục đích là gì? Thế Tông lắc đầu, mặc kệ bà ta có mục đích gì, nhưng chuyện ta có thể xác định là bà ta mạnh hơn những gì chúng ta nghĩ, về phần rốt cuộc mạnh như thế nào, có lẽ, chỉ có thể giống như tiểu Khâu, phải so tài với bà ta mới biết được. Quan tông chủ lắc đầu, Thế Tông đại nhân, chắc chắn người phụ nữ đó cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng nếu như bà ta mạnh hơn chúng ta nhiều như vậy, tại sao lại không giết thẳng đến chỗ này của chúng ta, một kiếm giết chết ta cho xong chứ? Thế Tông chậm rãi đi tới cửa đại điện, ngẩng đầu nhìn ngân hà vô tận, ông ta nói nhỏ, đơn giản là vì hai lý do. Lý do thứ nhất, giống như ngươi nói đó, bà ta rất mạnh, nhưng không mạnh đến như thế, bà ta cũng kiêng dè ác đạo minh, cho nên vẫn âm thầm che giấu, chỉ đến lúc không còn đường lui mới xuất hiện ra tay. Lý do thứ hai là vì bà ta quá mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ, mạnh đến vượt khỏi tầm hiểu biết của chúng ta, bà ta không đến giết chúng ta chỉ là vì dùng ác đạo minh chúng ta như một viên đá mài đao cho Diệp Quân. Nghe vậy, sắc mặt quan tông chủ trở nên u ám, xem ác đạo minh làm đá mài đao, cho dù là nền văn minh thiên hành cũng không có tư cách như vậy. Nói đến đây, cơ thể ông ta bộc phát ra một luồng kiếm thế đáng sợ. Thế Tông nhỏ nhẹ nói, ta cũng hy vọng không phải lý do thứ hai, nhưng cho dù như thế nào, người phụ nữ này chắc chắn mạnh hơn những gì chúng ta nghĩ. Quan Tông chủ nhìn Thế Tông, ánh mắt lạnh lùng, Khâu sư đệ cứ hy sinh vô ích như vậy sao? Tay phải Thế Tông nắm chặt bầu rượu, ánh mắt nhìn về phía bầu trời sâu thẳm. Cứ hy sinh vô ích như vậy sao? Làm sao ông ta có thể cam tâm? Thật sự không cam tâm. Răng rắc. Bình rượu trong tay Thế Tông bỗng vỡ tan,
rượu đổ xuống đất. Ánh mắt Thế Tông dần trở nên lạnh lùng, nhưng đúng lúc đó, thời không trước mặt Thế Tông đột nhiên nứt ra, ngay sau đó một lá bùa đỏ như máu bay đến, vừa bay đến đây lá bùa đã bốc cháy. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Thế Tông đột nhiên thay đổi, ông ta hành lễ, run rẩy nói, điện chủ. Điện chủ gì cơ? Quan Tông chủ đứng bên cạnh vô cùng ngạc nhiên, vị nhất điện chủ sắp hiện thân rồi sao? Thế Tông cũng rất kinh ngạc, bởi vì đã hơn 100 triệu năm nay nhất điện chủ chưa từng liên hệ với ông ta. Sau khi lá bùa kia cháy xong, một giọng nói đột nhiên chui vào đầu mày của Thế Tông. Sau một lát, Thế Tông chậm rãi mở mắt ra. Quan Tông chủ nhìn Thế Tông, lo lắng chờ đợi. Một lát sau, Thế Tông mở mắt ra, ông ta nặng nề nói, điện chủ nói, người phụ nữ váy trắng đang giả vờ yếu, thực lực thật ra sâu không lường được, chúng ta không phải đối thủ của bà ta, không được hành động thiếu suy nghĩ, tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của điện chủ. Toàn bộ đều nằm trong tầm kiểm soát. Thế Tông ngẩng đầu nhìn tinh không sâu thẳm, ánh mắt ông ta trở nên nghiêm trọng, ông ta không ngờ nhất điện chủ lại đích thân đến đối phó với Diệp Quân. Mặc dù Quan Tông chủ không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì được, ngay cả nhất điện chủ cũng nói như vậy rồi, ý ông ta là hiện giờ bọn họ chắc chắn không phải đối thủ của người phụ nữ váy trắng kia. Dường như nghĩ đến gì đó, ông ta nhìn Thế Tông đại nhân. Người phụ nữ lúc nãy là ai thế? Thế Tông tỉnh táo lại, nói, phu dịch của vũ trụ vô gian. Quan Tông chủ ngạc nhiên, vũ trụ vô gian sao? Thế Tông bình tĩnh nói, có một số chuyện, nên nói cho ông biết. Nói đến đây, ông ta nhắm mắt lại, chuyện của Diệp Quân, điện chủ sẽ đích thân giải quyết, nhiệm vụ của chúng ta là giết chết thiên hành chủ, đoạt lấy cây sinh mệnh thiên hành của nền văn minh thiên hành và tổ thạch luân hồi của bọn chúng. Cả tài sản mà bọn chúng đã tích lũy suốt hàng trăm triệu năm. Học cung thiên vân, nền văn minh thiên hành. Diệp Quân và Nhất Niệm ngủ một giấc tới sáng, Diệp Quân bỗng cảm thấy trên người mềm mại, ấm áp, hắn mở mắt ra, lúc này Nhất Niệm đang nằm trên người hắn nhìn hắn, thấy Diệp Quân mở mắt ra, hai má của Nhất Niệm lập tức đỏ bừng, sau đó chôn đầu vào cổ của hắn. Diệp Quân cảm thấy lúng túng. Bởi vì công việc tối qua, bây giờ hai người đều trần truồng như nhộng, dán chặt vào nhau. Diệp Quân chỉ cảm thấy máu trong cơ thể đang sôi trào, hắn thật sự không thể chịu đựng được nữa, lúc này hắn cũng không thèm quan tâm người phụ nữ đổ váy trắng kia, mẹ kiếp, làm trước đã rồi tính sau. Nhưng ngay lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra, một cô gái lao vào, người đó là Tịnh An, đi theo sau Tịnh An còn có Thượng Thần Thiên Vân. Khi nhìn thấy Diệp Quân và Nhất Niệm, đôi mắt của Tịnh An đột nhiên trợn to hơn cả cái chuông. Thượng Thần Thiên Vân nhìn Diệp Quân và Nhất Niệm đang ở trên giường, nhìn phía trên rồi lại nhìn phía dưới. Rất yên tĩnh. Cảnh tượng bất ngờ xảy ra này suýt nữa đã dọa Diệp Quân sợ hãi. Tịnh An vẫn còn tò mò nhìn, Thượng Thần Thiên Vân vội vàng kéo cô ta ra ngoài, Tịnh An vừa bước ra vừa liên tục ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt đầy sự tò mò. Đặc biệt là lúc đi ra khỏi cửa cô ta còn nói một câu, sư phụ, đừng đi mà, hắn làm nhanh lắm. Diệp Quân. Nhất Niệm xấu hổ ôm chặt lấy Diệp Quân, cọ qua cọ lại một hồi, Diệp Quân chỉ cảm thấy ngượng ngùng. Một lúc lâu sau Diệp Quân với Nhất Niệm mới bước ra khỏi phòng, lúc này gương mặt của Nhất Niệm đã đỏ ửng như ánh ban mai, cực kỳ xấu hổ. Bị thấy hết rồi. Mặc dù Thượng Thần Thiên Vân và Tịnh An đều không phải là người ngoài, nhưng cũng rất ngại. Nhất Niệm đột nhiên nắm lấy tay của Diệp Quân, sau đó nói, không được, chúng ta cũng phải xem của bọn họ, lần sau ta sẽ dẫn huynh đi xem bọn họ. Khuôn mặt của Diệp Quân cứng đờ, mặc dù hắn cảm thấy như vậy là không đúng nhưng suy nghĩ một chốc, lại thấy rất kích thích. Nhất Niệm vừa nói xong cũng cảm thấy có hình như có gì đó không ổn. Lúc này, Thượng Thần Thiên Vân và Tịnh An đi tới. Tịnh An quan sát hai người họ bằng vẻ mặt rất kỳ lạ, nhưng Thượng Thần Thiên Vân lại rất bình thường. Nhất Niệm vừa gặp lại hai người, đã xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên được, tay phải siết chặt Diệp Quân. Mặc dù Diệp Quân cũng cảm thấy hơi xấu hổ nhưng lúc này hắn cũng chỉ đành phóng lao phải theo lao, lập tức nhìn về phía Thượng Thần Thiên Vân, tiền bối, ta và Nhất Niệm phải đi rồi. Thượng Thần Thiên Vân nói, phải rời khỏi đây sao? Diệp Quân gật đầu. Nếu Nhất Niệm không muốn ở lại nền văn minh thiên hành, thì hắn chỉ có thể dẫn Nhất Niệm rời đi,
hắn cũng không muốn ở lại đây quá lâu. Thượng thần Thiên Vân suy nghĩ một chút, sau đó nói, ác đạo minh chắc chắn sẽ không chịu bỏ cuộc, người phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Diệp Quân đột nhiên nói, tiền bối có biết nhất điện chủ của ác đạo minh không? Thượng thần Thiên Vân lắc đầu, không biết, ở bên trong ác đạo minh, ta chỉ mới tiếp xúc với pháp thần ác đạo mà thôi. Diệp Quân im lặng, Khâu Bạch Y đã dùng cái chết của mình để thăm dò thực lực của cô váy trắng, rõ ràng là ác đạo minh đã chuẩn bị chiến đấu với hắn tới cùng. Khâu Bạch Y là nhị điện chủ ác đạo minh, nhị điện chủ đã chết, đã đến lúc nhất điện chủ trong truyền thuyết xuất hiện rồi. Chỉ là không biết thực lực của nhất điện chủ này mạnh tới mức nào. Thượng thần Thiên Vân đột nhiên nói, ngươi có muốn thực lực của mình tăng lên không? Diệp Quân nhìn Thượng thần Thiên, tất nhiên là muốn rồi, tiền bối có lời khuyên gì sao? Thượng thần Thiên Vân nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, thí luyện của quan chấp hành đứng đầu. Nghe Thượng thần Thiên Vân nói vậy, Nhất Niệm và Tịnh An đều hoảng sợ. Diệp Quân hơi tò mò, thí luyện của quan chấp hành đứng đầu ư? Thượng thần Thiên Vân gật đầu, giải thích, nền văn minh thiên hành của ta có 3 cuộc thí luyện lớn, theo thứ tự là thí luyện của Thượng thần, chính là cái hộp thời không mà trước đây Nhất Niệm đã cho ngươi, thứ hai là thí luyện của thiên hành chủ, thứ ba là thí luyện của quan chấp hành đứng đầu. Thí luyện của quan chấp hành đứng đầu này đúng với tên gọi, muốn trở thành quan chấp hành đứng đầu của nền văn minh thiên hành, phải vượt qua cuộc thí luyện này khá khó nhưng nó sẽ giúp ngươi rất nhiều, vượt xa cả thí luyện của Thượng thần. Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi nói, tiền bối, thực lực của bà so với quan chấp hành đứng đầu thì thế nào? Thượng thần Thiên Vân cười nói, ta với Thượng thần Thiên Huyên kết hợp lại với nhau cũng không phải là đối thủ của quan chấp hành đứng đầu, cũng không phải kém xa, mà là vốn không cùng một cấp bậc. Vẻ mặt của Diệp Quân hơi xúc động. Mặc dù thực lực bây giờ của hắn đã tăng lên rất nhiều, nhưng hắn biết rằng hắn vẫn không thể đánh bại vị Thượng thần ở trước mặt này. Cho dù có cộng thêm kiếm Thanh Huyên cũng không thể. Thực lực của Thượng thần Thiên Huyên còn cao hơn cả Thượng thần Thiên Vân ở trước mặt này nữa, hai bà liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của quan chấp hành đứng đầu kia. Như vậy có thể tưởng tượng vị quan chấp hành đứng đầu đó đáng sợ như thế nào. Thượng thần Thiên Vân nói tiếp, thí luyện của quan chấp hành đứng đầu và thí luyện của thiên hành chủ là 2 cuộc thí luyện tối cao nhất của nền văn minh thiên hành. Ngoại trừ các quan chấp hành đứng đầu và thiên hành chủ trước đây ra, không có ai biết chính xác bên trong có gì, nhưng có một điều chắc chắn là mỗi người đảm nhiệm quan chấp hành đứng đầu và thiên hành chủ sau khi bước ra từ trong đó đều có thay đổi long trời lở đất. Diệp Quân thấp giọng nói, tiền bối, ta không phải là người của nền văn minh thiên hành. Thượng thần Thiên Vân cười nói, mục tướng đã chết, thiên hành chủ không có ở đây, quan chấp hành đứng đầu cũng không có ở đây, bây giờ ta và Thượng thần Thiên Huyên là người lớn nhất ở nền văn minh thiên hành. Ta và bà ấy đã bàn bạc, bà ấy cũng không phản đối, chỉ cần hai người bọn ta gật đầu thì ngươi có thể vào thí luyện ngay. Lúc này Nhất Niệm vừa nắm tay vừa nhìn Diệp Quân, nghiêm túc nói, hoàn toàn có thể. Tịnh An cũng vội vàng gật đầu, thí luyện của quan chấp hành đứng đầu này chỉ có người xuất sắc nhất mới có thể vào, mặc dù ngươi không phải là người ở đây nhưng ngươi lại là bạn của người xuất sắc nhất, nên cũng được coi là xuất sắc. Nghe thấy Tịnh An nói vậy, Diệp Quân và Thượng thần Thiên Vân đều bật cười. Thượng thần Thiên Vân nhìn Diệp Quân, nghiêm túc nói, vào trong đó, sẽ giúp ích cho ngươi, ngươi cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, việc này không được xem là nợ ân tình với nền văn minh thiên hành, cô của ngươi đã cho ta bức tranh, với giá trị của nó, thậm chí 10 lần thí luyện của quan chấp hành đứng đầu cũng không thể sánh bằng. Nghe thấy Thượng thần Thiên Vân nói vậy, Diệp Quân hơi tò mò hỏi, tiền nối, bà có thể hiểu bức tranh đó không? Thượng thần Thiên Vân lắc đầu cười gượng, không. Diệp Quân hỏi, khó lắm sao? Thượng thần Thiên Vân gật đầu, cực kỳ khó, đó quả thực không phải là thứ mà nền văn minh thiên hành lúc này nên có, nhưng cũng không phải là không có đầu mối nào, giờ ta cần phải có thời gian. Diệp Quân nhẹ giọng nói, nền văn minh cấp 6, có nền văn minh cấp 6 thật sao? Thượng thần Thiên Vân mỉm cười nói, chắc chắn có. Thủy tổ của nền văn minh thiên hành bọn ta rất chắc chắn về việc đó, nếu không ban đầu ông ấy đã không đưa nền văn minh thiên hành khám phá vũ trụ. Diệp Quân nhìn Thượng thần Thiên Vân, nền văn minh thiên hành không sợ bị hủy diệt khi gặp phải nền văn minh cấp 6 sao. Thượng thần Thiên Vân nói, ban đầu thủy tổ cũng đã nghĩ về vấn đề này, nhưng họ lại cảm thấy rằng nền văn minh thiên hành của bọn ta không nên co cụm lại một chỗ,
bọn ta cần phải đi ra ngoài, để nhận biết những nền văn minh mạnh mẽ hơn, chủ động thay đổi thay vì tự giới hạn bản thân mình. Diệp Quân gật đầu, thủy tổ của nền văn minh thiên hành các người rất quyết đoán. Thượng thần Thiên Vân nhỏ giọng thở dài, nhưng những năm gần đây, bọn ta chưa gặp vũ trụ nền văn minh cấp 6, chính vì điều này, trong những năm nay, nền văn minh thiên hành của ta đã trở nên vô cùng tự phụ, tự cho mình vô địch vũ trụ. Nói đến đây, đôi mắt của bà ta lóe lên vẻ phức tạp, nếu không có Nhất Niệm và Tịnh An thì chắc chắn lần này nền văn minh thiên hành sẽ không còn nữa. Bà ta biết, thực ra ngày hôm đó người thanh niên này dẫn cô của mình đến nền văn minh thiên hành là vì muốn tiêu diệt nền văn minh thiên hành, cuối cùng hắn cũng không chọn làm điều đó vì hắn thật sự không muốn khiến Nhất Niệm đau lòng mà thôi, còn nếu không, nền văn minh thiên hành này đã không còn tồn tại rồi. Nghe thấy Thượng thần Thiên Vân nói vậy, thực ra Diệp Quân cũng hơi lo lắng, hắn lo cho vũ trụ Quan Huyên. Một ngày nào đó trong tương lai, vũ trụ Quan Huyên sẽ càng mạnh hơn, liệu nó có thể trở nên cực kỳ bành trướng như nền văn minh thiên hành ngày hôm nay hay không? Nhất định là có. Diệp Quân thầm thở dài, giờ hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể đợi sau này tìm cách giải quyết. Thượng thần Thiên Vân cười nói, chúng ta đi tới chỗ thí luyện thôi. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, gật nhẹ đầu, được. Quả thật bây giờ hắn cần tìm một nơi để nâng cao thực lực của mình. Một lúc sau, Thượng thần Thiên Vân dẫn Diệp Quân, Nhất Niệm và Tịnh An đi đến một nơi trong tinh không. Ở chính giữa, cách xa mấy ngàn trượng có một cánh cổng, một người đàn ông mặc thần giáp đang đứng ở trước cổng. Thượng thần Thiên Vân dẫn theo ba người Diệp Quân đi đến trước cánh cổng, người đàn ông mặc thần giáp đó nhìn Diệp Quân, sau đó nhìn về phía Thượng thần Thiên Vân, Thượng thần Thiên Vân, nếu không có mệnh lệnh của Thiên Hành Chủ thì không có bất kỳ ai được tự tiện đi vào nơi này. Thượng thần Thiên Vân không nói gì mà nhìn về phía Nhất Niệm xòe lòng bàn tay ra, một quả thiên hành bay đến trước mặt của người đàn ông mặc thần giáp. Thượng thần Thiên Vân khẽ cười nói, thần tướng Bộc Nhạn, mong ông châm trước một chút. Thần tướng Bộc Nhạn nhìn quả thiên hành đang ở trước mặt, lập tức im lặng. Nhìn thấy Thượng thần Thiên Vân dẫn loài người đến nơi này, thực ra ông ta đã đoán được đại khái ý đồ của Thượng thần Thiên Vân, vì vậy, ông ta định chuẩn bị chiến đấu đến chết. Vì trách nhiệm, thà chết chứ không tuân theo. Nhưng ông ta không ngờ đối phương lại lấy một quả thiên hành ra. Quả thiên hành đó. Công việc của ông ta cả đời cũng không thể nhận được một thần vật siêu cấp như thế. Chuyện này. Thần tướng Bộc Nhạn cũng không từ chối, ông ta cất quả thiên hành, sau đó nhìn Thượng thần Thiên Vân khẽ hành lễ, rồi bước qua một bên. Lúc nên thức thời, nhất định phải thức thời, nếu không, thứ người ta sẽ cho không phải là quả thiên hành mà là một nhát đao. Trong giới quan lại của nền văn minh thiên hành cần phải biết cách sống. Thượng thần Thiên Vân gật đầu, cảm ơn. Vừa nói bà ta vừa nhìn Diệp Quân đang ở bên cạnh, đi vào thôi. Diệp Quân nói, có thể sử dụng thần vật ở bên trong đó không? Thượng thần Thiên Vân cười nói, dùng cách nào cũng được, tùy ngươi. Diệp Quân gật đầu sau đó nhìn về phía Nhất Niệm, cười nói, chờ ta đi ra ngoài. Nhất Niệm gật đầu, vâng. Diệp Quân xoay người đi về phía cửa. Nhưng ngay lúc này, Thượng thần Thiên Vân đột nhiên nói, đợi một chút. Diệp Quân dừng bước, hắn xoay người nhìn Thượng thần Thiên Vân. Thượng thần Thiên Vân hơi do dự, sau đó đi đến trước mặt Diệp Quân, bà ta lấy ra một lệnh bài màu xanh đưa cho hắn, nếu ngươi có cơ hội gặp quan chấp hành đứng đầu phục võ, hãy giao vật này cho bà ta. Diệp Quân hơi nghi ngờ, quan chấp hành đứng đầu phục võ. Thượng thần Thiên Vân gật đầu, ta cũng không biết rõ lắm. Đây là vật năm xưa sư phụ của ta đã để lại, nhưng ta vẫn không có cơ hội. Nếu ngươi có cơ hội hãy giúp ta việc này, nếu ngươi không có cơ hội gặp được bà ấy thì thôi. Diệp Quân nhìn Thượng thần Thiên Vân, gật đầu, được. Vừa nói hắn vừa cất lệnh bài, xoay người đi vào bên trong cánh cổng. Sau khi Diệp Quân đi vào đó, một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện ở trong sân, người vừa đến là Thượng thần Thiên Huyên. Thượng thần Thiên Huyên đi đến chỗ Thượng thần Thiên Vân, bà ta nhìn về phía cánh cổng, liệu hắn có thành công không? Có thể nói cuộc thí luyện này là thí luyện khó nhất của nền văn minh thiên hành, còn sống để bước ra khỏi đó đã đồng nghĩa với việc có thể trở thành quan chấp hành đứng đầu của nền văn minh thiên hành. Từ trước đến nay, số người chết ở trong đó cũng không hề ít.
Thượng thần Thiên Vân nhẹ giọng nói, ta càng tò mò không biết bao lâu nữa hắn mới có thể đi ra. Thượng thần Thiên Huyên im lặng. Người bước ra sớm nhất là quan chấp hành đứng đầu thiên hành đời này, người đó chỉ mất chưa tới 9 ngày để bước ra ngoài, đây là tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay, mà quan chấp hành đứng đầu đời này cũng là người mạnh nhất trong số các đời quan chấp hành đứng đầu. Thượng thần Thiên Vân bỗng hỏi, gần đây có tin tức gì của ác đạo Minh không? Thượng thần Thiên Huyên lắc đầu, không có. Ánh mắt của Thượng thần Thiên Vân dần dần trở nên u ám, bảo người của chúng ta theo sát họ, nói với quan chấp hành đứng đầu để bà ta đề phòng ác đạo Minh. Thượng thần Thiên Huyên nhìn về phía Thượng thần Thiên Vân, bà cho rằng họ sẽ tấn công chúng ta sao? Thượng thần Thiên Vân nhẹ giọng nói, cẩn thận một chút không sai đâu. Ác đạo Minh. Ánh mắt Thượng thần Thiên Huyền lạnh đi. Văn minh thiên hành bị ác đạo Minh hãm hại đến nỗi suýt bị hủy diệt, đương nhiên không thể để món nợ này trôi qua dễ dàng như vậy được. Nếu không phải còn nhớ ác đạo Pháp thần hỗ trợ phả giải vũ trụ vô gian thì bà ta đã lao đến đánh sập ác đạo điện rồi. Tức quá mà, không nhịn được. Thượng thần Thiên Vân nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của Thượng thần Thiên Huyền, nói, khoan hãy manh động, thiên hành chủ vẫn đang ở vũ trụ vô gian. Thượng thần Thiên Huyền im lặng một hồi, đáp, nhưng thanh kiếm trong tay hắn có thể làm cho thời không? Đương nhiên là đang nhắc đến kiếm Thanh Huyền của Diệp Quân. Thượng thần Thiên Vân không nói gì, bà ta dĩ nhiên đã nhìn ra điểm đặc thù của nó, nhưng thật sự không dám mở miệng. Nhờ Diệp Quân giúp phá giải vũ trụ vô gian ư? Lấy lập trường gì để nhờ? Thượng thần Thiên Vân âm thầm thở dài. Thật ra bà có thể đi nhờ nhất niệm. Nếu bà mở miệng, con bé chắc chắn sẽ không từ chối, nhưng làm vậy thì lại thất đức quá. Thượng thần Thiên Huyền thấy Thượng thần Thiên Vân thì không khỏi cảm thấy phức tạp. Bà biết đối phương không dám nhờ vả, đổi lại là bà thì cũng không làm được. Bỗng nhất niệm kéo Tịnh An sang một bên, đưa một que kẹo hồ lô ra, người muốn làm thiên hành chủ đúng không? Tịnh An nhận lấy kẹo, gật đầu. Cô ta không có gì phải giấu nhất niệm cả. Nhất niệm nói, ta sẽ giúp ngươi. Tịnh An lập tức nhào tới ôm hôn bạn. Nhất niệm lau vết nước bỏ đi, để trở thành thiên hành chủ thì phải có sức mạnh vô cùng cao cường. Tịnh An gật gật, ta biết chứ. Nhất niệm vươn tay gọi tiểu tháp xuất hiện, ban nãy Diệp Quân không mang nó lẫn kiếm Thanh Huyên đi. Tịnh An tròn mắt, cho ta hả? Tiểu tháp. Nhất niệm liếc xéo, nghĩ hay quá ha, ta sẽ dẫn ngươi vào đây tu luyện. Tịnh An cười hì hì, được thôi. Trở thành thiên hành chủ không phải chuyện đơn giản. Thế là sau đó cô ta đi theo nhất niệm tu luyện trong tiểu tháp, vì biết rằng đây là cơ hội quý giá nên cực kỳ trân trọng nó. Nhất niệm biết đến nước này rồi thì cô không thể trở thành thiên hành chủ được nữa, mà bản thân cô cũng không muốn, nhưng vì sâu trong nội tâm, cô vẫn không muốn hoàn toàn đoạn tuyệt cùng văn minh thiên hành, vì vậy quyết định giúp Tịnh An trở thành thiên hành chủ. Mấu chốt là một khi chuyện này thành công, quan hệ giữa Diệp Quân và Văn Minh Thiên Hành sẽ dịu lại. Bởi vì Tịnh An là một cô gái cực kỳ giỏi giang. Nhất niệm đưa Tịnh An vào tiểu tháp rồi hướng dẫn tu luyện, sức mạnh của Tịnh An cũng tăng lên nhanh chóng. Bởi vì luôn có nguồn cung cấp tinh thể vĩnh hằng và quả thiên hành dồi dào. Thượng thần Thiên Vân thấy cảnh này thì hỏi, bà thấy Tịnh An thế nào? Thượng thần Thiên Huyền, bà muốn nghe lời thật hay nói dối? Thượng thần Thiên Vân, đương nhiên là nghe sự thật. Thượng thần Thiên Huyền, làm màu. Thượng thần Thiên Vân cười rộ lên, quả vậy. Thượng thần Thiên Huyền, nhưng sẽ thành đại sự. Thượng thần Thiên Vân gật đầu, bà ta nhìn ra Diệp Quân chỉ thân thiết với mỗi nhất niệm và Tịnh An trong khắp văn minh thiên hành. Bây giờ nhất niệm không thể làm thiên hành chủ nữa. Mà bà cũng biết người như đồ đệ mình sẽ không muốn làm. Để hóa giải hận thù của Diệp Quân với văn minh thiên hành, cách duy nhất là đưa Tịnh An lên vị trí ấy. Nhưng hiện nay Tịnh An vẫn còn quá yếu, không thể tiếp nhận vị trí. Nhưng cũng không sao, cứ rèn luyện từ từ, cuối cùng ra sao thì phải xem Tịnh An. Thượng thần Thiên Huyền ở miệng, nghiên cứu bức vẽ kia tới đâu rồi? Thượng thần Thiên Vân thu hồi dòng suy nghĩ, ta đang định tìm bà đến nghiên cứu cùng đây. Thượng thần Thiên Huyền quay sang, đó là quà tặng cho bà. Thượng thần Thiên Vân cười, ta nghiên cứu không ra thì cũng chỉ là giấy lộn mà thôi. Rồi bà lấy bức vẽ ra, chúng ta vào tiểu tháp đi,
ở trong đó tiết kiệm thời gian hơn. Trong khi Thượng Thần Thiên Huyền còn chìm trong nghi vấn, Thượng Thần Thiên Vân đã đưa cả hai vào tiểu tháp. Vừa vào trong, Thượng Thần Thiên Huyền đã đanh mặt lại rồi xa sầm, thật sự muốn dựng đầu cái đám chấp pháp điện dậy rồi giết thêm một lần. Xem bọn bây chọc phải hạng quái vậy nào này. Không biết qua bao lâu sau, Diệp Quân mở mắt, hắn đang đứng ở một vùng thời không vắng vẻ, trước mặt là một con đường ánh sáng. Cuối con đường là một cô gái trẻ, vóc dáng nhỏ nhắn đứng đó. Tóc cô trắng như tuyết, được ánh sáng rọi xuống lấp lánh vô cùng. Trên người cô là trường bào hai màu trắng đỏ, đôi mắt sáng và hàng lông mày sắc sảo khiến cô càng thêm anh tuấn. Tay phải cô đặt sau lưng, cầm một thanh trường kiếm. Diệp Quân dè dặt hỏi, xin hỏi tiền bối là. Cô gái cong môi, ngươi không phải quả. Diệp Quân biết người của văn minh này cực kỳ bất thiện với người bên ngoài, thế là gật đầu, trong lòng âm thầm cảnh giác. Cô gái quan sát hắn, ba loại huyết mạch đặc biệt, có hai loại rất mạnh, ta không bằng được chủ nhân gốc của chúng. Diệp Quân tò mò tiền bối là ai? Cô gái cười đáp, Tuế Tuế, quan chấp hành đứng đầu đời thứ ba của văn minh thiên hành. Quan chấp hành đứng đầu. Diệp Quân giật mình, bởi vì vị trí này không hề thua kém thiên hành chủ chút nào. Tuế Tuế hỏi, ngươi đến đây rèn luyện à? Diệp Quân gật đầu, phải. Tuế Tuế nhíu mày, nhưng ngươi không phải người nơi đây. Diệp Quân, không phải người nơi đây thì không được rèn luyện. Tuế Tuế nhíu mày suy tư, hình như cũng không có quy định này. Diệp Quân. Tuế Tuế mỉm cười. Nếu người bên ngoài cho ngươi đi vào thì họ đã xem ngươi là người một nhà, vậy thì có là người ở đây hay không cũng không quan trọng. Diệp Quân đáp ngay, cảm ơn. Tuế Tuế nghiêm túc nói, ngươi muốn rèn luyện thì được thôi, nhưng ta nói trước, đây là một việc tương đối khó khăn. Ta sẽ không nương tay với ngươi, nên ngươi hãy chuẩn bị tâm lý. Vì lợi ích của ngươi, ngươi cũng sẽ không thể gọi ai khác đến. Nơi này là để rèn luyện công bằng. Nếu không chịu nổi mà gọi chi viện thì sẽ làm hỏng đạo tâm. Diệp Quân, sẽ nguy hiểm lắm sao? Tuế Tuế gật đầu. Diệp Quân cam đoan, ta sẽ không gọi ai tới. Tuế Tuế cười, vậy chuẩn bị xong chưa? Diệp Quân gọi một thanh ý kiếm xuất hiện trong tay, xong rồi. Tuế Tuế lại không ra tay, chỉ hỏi, ngươi đã từng trải qua tuyệt vọng chưa? Diệp Quân ngạc nhiên. Tuế Tuế bất thình lình xuất hiện trước mặt khiến hắn biến sắc. Kiếm ý xông ra từ trong cơ thể, biến thời không xung quanh thành những ô vuông. Trồng thời không. Nén thời không. Hắn không dám xem thường quan chấp hành đứng đầu của văn minh thiên hành, vừa ra tay đã dùng toàn bộ sức mạnh. Tuế Tuế lại không có động tác gì, chỉ khi thời không nén bộc phát ra sức mạnh mới trở tay vung kiếm. Xoẹt. Một nhát kiếm đơn giản lại khiến sức mạnh kia vỡ nát. Mũi kiếm đâm vào thời không bị nén khiến nó chấn động rồi vỡ toang. Diệp Quân hốt hoảng, đang muốn lùi lại nhưng không kịp, một thanh kiếm đã đâm vào ngực hắn. Quỳnh! Cả người hắn cứng đờ, kiếm ý tán loạn. Tuế Tuế xoay nhẹ tay phải. Sự sống trong cơ thể Diệp Quân trôi đi cuồn cuộn, linh hồn cũng đang dần biến mất. Đây là cảm giác khi cái chết ập đến. Đã rất lâu rồi hắn chưa có được. Diệp Quân đương nhiên không cam lòng chịu chết, siết tay khởi động ba loại huyết mạch phong ma, phàm nhân và viêm hoàng. Nhưng khi chúng vừa tuôn trào, bàn tay cầm kiếm của Tuế Tuế ấn về trước. Phập! Thân kiếm ngập sâu thêm vài tấc. Quỳnh! Ba loại huyết mạch bị áp chế hoàn toàn. Đồng tử Diệp Quân rụt lại. Tuế Tuế buông kiếm, Diệp Quân ngã xuống bất động. Huyết mạch bị áp chế. Kiếm ý bị áp chế. Mọi loại sức mạnh đều vô dụng. Đây là tuyệt vọng. Lần đầu tiên hắn được nếm trải. Mọi con bài tẩy đều vô dụng. Diệp Quân nằm dạp dưới đất, kiếm cắm vào ngực. Hắn thử sử dụng kiếm ý vô địch nhưng cả nó lẫn huyết mạch đều bị áp chế ngay khi vừa xuất hiện. Dẫy dụa chỉ là phí công. Mình sẽ chết đi thế này ư. Ánh mắt hắn dần tan ra. Có cam tâm không? Đương nhiên là không. Nhưng rồi thì làm được gì? Gọi cha. Gọi cô. Gọi ông nội. Hắn hé miệng, biết rằng chỉ cần gọi một trong ba là có thể thoát khỏi khốn cảnh. Tuế Tuế đứng cạnh đó, chắp tay sau lưng,
tò mò nhìn xem thanh niên kiếm tu đang gồng mình giãy giụa. Có gọi ai đến không? Sao còn chưa gọi đi? Giãy giụa thế này. Đau đớn lắm mà. Tuế Tuế cong môi, gọi đi chứ, thứ kiến cỏ sống tạm bợ. Vô số gương mặt hiện lên trước mắt Diệp Quân. Nạp Lan Ca, Chu Phạm, Nhất Niệm, Trần Tỷ, Tử Thụ, Tử Nhu, Thiên Thiên. Hắn muốn sống. Rất muốn sống. Muốn gặp đứa con chưa chào đời của mình. Hắn có quá nhiều lý do để muốn sống. Nhưng... Diệp Quân thì thầm, cha, cô và ông ơi, con chết không liên quan gì đến Văn Minh Thiên Hành hay vị cô nương này. Đừng làm gì cô ấy, là tại con không đủ mạnh. Hai tay hắn dần buông lỏng. Không còn suy nghĩ gì nữa. Bỗng nhiên hắn mở bừng mắt, như sực nhớ ra gì mà dồn hết khí lực kêu lên, kéo chủ nhân bút đại đạo theo cùng là được. Chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo. Là người chưa bao giờ nghe qua cái tên này, lại còn thấy nó dở ẹc, Tuế Tuế bèn nhíu mày. Sau đó hai mắt Diệp Quân nhắm lại, không còn hơi thở. Nhưng khí tức của kiếm ý vô địch trong người hắn lại đang tăng lên. Tuế Tuế ngạc nhiên thốt lên, ồ. Kiếm ý ngày càng mạnh như muốn phá tung cơ thể mà ra. Thanh kiếm trong tay Tuế Tuế run lên. Làm cô ta không khỏi ngạc nhiên, Tuế Tuế không bồi thêm một nhát nữa, trở thành quan chấp hành ở đây là để rèn luyện người nơi đây sắp bước vào Văn Minh Thiên Hành chứ không phải để giết chóc. Dù sao thì có thể đến được đây đã là ưu tú. Nếu có tiềm năng thì cô ta nhất định sẽ đào tạo, như quan chấp hành đời trước từng đào tạo cô ta. Tuy Diệp Quân không phải người ở đây nhưng hắn đã được người bên ngoài cho phép vào đây, thôi thì xem như đồng loại cũng được. Khí tức kiếm ý vô địch trong người Diệp Quân vẫn đang tăng lên, kiếm của Tuế Tuế càng chấn động mãnh liệt hơn. Cô ta lẳng lặng nhìn hắn, không ra tay kết liễu cũng không hỗ trợ. Có tiếng kiếm minh vang vọng đất trời khi kiếm ý hùng hậu tuôn ra từ trong người Diệp Quân, chui vào trong thanh kiếm của Tuế Tuế. Làm nó run lên bần bật. Tuế Tuế vươn tay, nhưng vừa định chạm vào thì dừng lại, nhìn kiếm ý tràn ra từ Diệp Quân với vẻ tò mò. Duỳnh! Đúng lúc này, thanh kiếm trong tay cô ta bị kiếm ý vô địch đẩy văng đi. Vô số kiếm ý bay vút lên cao, hóa thành những cây cột trụ sừng sững. Chúng nó đã lột xác. Từng cây cột một hóa thành ý kiếm rồi chúc mũi xuống, quay về cơ thể Diệp Quân. Hắn co giật, hai mắt mở bừng, khí tức hùng hậu tuôn trào từ cơ thể. Cảnh giới diệt đạo. Hắn đã thăng cấp từ khai đạo lên như thế. Diệp Quân vươn tay, gọi vô số kiếm ý hội tụ lại như thủy triều, ngưng tụ thành một thanh ý kiếm. Ý kiếm vô địch. Hắn nhắm mắt lại. Cảm nhận kiếm ý và cảnh giới của mình đã thay đổi hoàn toàn. Tuế Tuế cũng tỏ ra ngạc nhiên. Diệp Quân hoài nghi cất tiếng hỏi, tiền bối. Tuế Tuế cười nói, không liên quan đến ta, do ngươi từ bỏ chấp niệm trong lòng nên mới đột phá. Diệp Quân càng không hiểu, từ bỏ chấp niệm. Tuế Tuế gật đầu, vươn tay kẹp lấy một tia kiếm ý vô địch vào hai ngón tay, kiếm ý của ngươi trước đó tuy thuần túy nhưng vẫn còn mang tạp niệm. Chính là chấp niệm trong lòng. Bây giờ tuy vẫn còn nhưng đã thuần túy hơn trước nhiều rồi. Chúc mừng ha! Tạp niệm. Diệp Quân nhíu mày, tự hỏi là tạp niệm gì? Chẳng lẽ là từ bỏ chấp niệm sống? Không. Không phải chấp niệm sống. Mà là chấp niệm gọi chi viện. Gọi chi viện. Diệp Quân im lặng, vào giây phút đó hắn thật sự không muốn chết, nhưng để sống thì phải gọi người tới. Khi gặp quá nhiều kẻ địch thì gọi chống lưng tới không thành vấn đề, nhưng bây giờ hắn đang muốn rèn luyện bản thân, chỉ vậy mà cũng phải nhờ trợ giúp thì thôi tập luyện làm gì nữa, sau này cứ bám váy cô với cha là được. Thế là hắn quả quyết từ bỏ lựa chọn này và chấp nhận thua cuộc, nào ngờ chính vì vậy mà kiếm ý và cảnh giới lại đột phá. Từ bỏ chấp niệm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 101.